vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 54. Lời nói của Sở Trần vừa dứt, ánh mắt dân làng Hồng Miếu nhao nhao nhìn Miêu Tùy Am, thần sắc Miêu Tùy Long cũng biến ảo một chút, toát ra ngượng nghịu. Nếu không tiện, vậy thì thôi. Sở Trần vội vàng mỏ miệng. Miêu Tùy Long nói cho Sở Trần biết, Hồng Miếu là thánh địa trong lòng hậu duệ Hồng Thần, từ xưa đến nay, còn có một quy củ, chỉ có hậu duệ Hồng Thần mới có thể tiến vào Hồng Miếu, thậm chí là phụ nữ gả từ bên ngoài vào, bởi vì trên người không có huyết mạch Hồng Thần, cũng không thể tiến vào Hồng Miếu. Thực sự xin lỗi, Miêu Tùy Long nói, ông nội, Sở tiên sinh tuy rằng không có huyết mạch Hồng Thần, nhưng mà, ông không phải nói, Sở tiên sinh xuất hiện, là Hồng Thần sắp xếp sao? Miêu Y Y bỗng nhiên nói, may mà Sở tiên sinh, mới bảo vệ được Hồng Miếu, Sở tiên sinh còn tìm được rượu Hồng Thần để lại, chứng tỏ Sở tiên sinh cùng Hồng Thần có duyên, không bằng phá lệ, để cho Sở tiên sinh tiến vào Hồng Miếu. Miêu Tùy Long sửng sốt, một lúc lâu sau, Miêu Tùy Long hỏi ý kiến của dân làng còn lại. Khiến ông bất ngờ chính là, bình thường may lão nhân rất cổ hủ, bọn họ lại đều gật đầu, đồng ý để Sở Trần tiến vào Hồng Miếu. Trên thực tế, bản thân Miêu Tùy Long cũng không có quá nhiều phản đối, dù sao thân phận Sở Trần không giống nhau, anh tiêu diệt kiến độc biến dị, cứu vớt thôn dân, cũng cứu vớt Hồng Miếu. Mà Sở Trần chỉ là muốn tiến vào Hồng Miếu dâng hương, yêu cầu này, so với ân tình này, thật sự là không đáng kể. Sắc trời đã tối, không bằng sáng sớm ngày mai, đến thôn Hồng Miếu đi. Miêu Tùy Long nói, mọi người cứ như vậy tản đi. Y y, tôi đưa cô về nhà, Sở Tiểu Ngư lấy hết dũng khí. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai, bọn họ cũng nên lên đường trở về. Tình cờ gặp nhau, vội vàng chia tay, có lẽ, chưa chắc còn có cơ hội gặp mặt. Đường trỏ, về không dài, nhưng đôi thiếu nam thiếu nữ này tựa hồ đều rất án ý đi rất chậm. Bên kia, Miêu Tùy Long cùng Sở Trần tán gẫu vài câu cáo biệt, quay đầu lại nói, y y, về nhà đi. Miêu Tùy Long đột nhiên ngẩng đầu lên, cháu gái tôi đâu, con đường đá nhỏ có vẻ u ám. Chiếc chuông trong trẻo đung đưa theo gió. Anh Hùng Tiểu Ngư, nhà anh ở nơi đâu? Đến cửa nhà, Miêu Y Y hỏi. Tuy rằng Sở Tiểu Ngư bảo cô đổi giọng gọi Tiểu Ngư Nhi, thế nhưng, Miêu Y Y cảm thấy, hẳn chính là anh hùng đáng yêu trong lòng mình nha. Nhà tôi ở Kinh Thành. Sở Tiểu Ngư bỗng nhiên chàm chú nhìn Miêu Y Y. Miêu Y Y có loại cảm giác tim đập đột nhiên bỏ sót vài nhịp. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Miêu Y Y 18 tuổi chính là thời điểm mới biết yêu. Vừa lúc gặp được anh hùng Tiểu Ngư của cô, giờ này khắc này, trong lòng cô không tự chủ được dệt nên giấc mộng đẹp. Tôi có một nhiệm vụ mới, ngày mai liền phải rời thôn Hồng Miếu. Sở Tiểu Ngư nói, chờ hết bận, tôi có thể đến thôn Hồng Miếu chơi không? Sở Tiểu Ngư mặt tràn đầy chờ đợi. Miêu Y Y khẽ mím môi, gật gật đầu. Sở Tiểu Ngư còn muốn nói cái gì, lúc này, một tiếng ho khan truyền đến. Miêu Y Y vội vàng đi tới, đỡ Miêu Tùy Long. Đồng thời âm thầm xua tay về phía Sở Tiểu Ngư, ý bảo Sở Tiểu Ngư chạy nhanh. Một hai năm gần đây, cây gậy trong tay ông nội đã đánh không ít người theo đuổi cổ, có người chạy chậm, thậm chí còn bị ông nội đánh gãy chân. Khiến Miêu Y Y bất ngờ chính là, ông nội lần này, cũng không có nói gì, sau khi trở về phòng, Miêu Y Y đóng cửa lại, sau đó trở về, rót cho ông nội một ly nước. Y Y, cháu khát khao thế giới bên ngoài sao? Miêu Tùy Long hỏi. Miêu Y Y ngẩn ra, cháu có biết hay không, Sở tiên sinh thân phận bọn họ. Miêu Tùy Long nói, bọn họ đến từ Kinh Thành là nơi nào a? Đây chính là trung tâm quyền thế của Hoa Hạ, bọn họ tuổi còn trẻ, một thân bản lĩnh, bối cảnh có thể tưởng tượng được a? Mà chúng ta chẳng qua, là kiềm địa 10 vạn đại sơn, một thôn dân thôn trang nhỏ mà thôi. Miêu Y Y là một cô gái thông minh, cô hiểu rõ ý của ông nội. Từ thân phận, cô và anh hùng Tiểu Ngư. Khác nhau một trời một vực, vốn không thuộc về người cùng một thế giới, nếu như không phải sự kiện độc kiến biến dị lần này, đời này cô đều không thể cùng anh hùng Tiểu Ngư gặp mặt. Nhưng gặp rồi, không phải là duyên phận, Miêu Y Y cúi đầu, trong lòng luôn có chút chờ mong. Thôn Hồng Miếu dưới bóng đêm bao phủ, yên tĩnh vô cùng. Sở Trần và Tống Nhan ngồi trên nóc nhà, Tống Nhan hít sâu một hơi, nhìn vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, còn có những vì sao đầy trời, không khí như vậy. Bầu trời sao như vậy, ở trong thành đã rất ít cơ hội nhìn thấy hình ảnh như vậy, em cảm giác hiện tại giống như đang ở trong truyện tranh. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, vậy em nhất định là nữ chính đẹp nhất trong truyện tranh mà anh từng thấy qua. Tống Nhan cười hì hì, anh chính là kẻ xấu khi dễ nữ chính.
Tống Nhan rúc vào lòng Sở Trần. Thật lâu sau, Tống Nhan bỗng nhiên nói, trong lòng em có chút lo lắng. Anh có thể đoán được nỗi lo lắng của anh. Sở Trần nhìn Tống Nhan, em đang lo lắng, rượu hồng thần để lại, không chỉ có một ít này. Tống Nhan gật đầu, còn có, 10 vạn đại sơn, truyền thuyết giống như hồng thần còn có rất nhiều, có thể hay không còn có thử gì khác xuất hiện, cũng sẽ khiến động vật biến dị. Sở Trần nhìn ra xa núi, 10 vạn đại sơn, bên trong cất giấu những thứ không biết là quá nhiều. Anh có một ý tưởng, Sở Trần trầm giọng nói, những thứ không biết chúng ta không có cách nào dự đoán, nhưng chúng ta có thể có phòng bị. Anh muốn nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc giải, ngộ nhỡ lại xuất hiện tai họa kiến độc biến dị, thuốc giải có thể làm cho người bị thương bảo vệ tính mạng, đây sẽ là sản phẩm tiếp theo của dược phẩm Bắc Trần sau Tống Nhan cao, nếu không thì gọi là thuốc giải độc Tống Nhan đi. Tống Nhan liếc mắt nhìn anh một cái, thuốc giải độc này, cuối cùng vẫn là lấy phương thức đơn giản nhất ngắn gọn đặt tên, thuốc giải độc Bắc Trần. Còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo đã nghĩ ra tên, đây cũng là thành lập trên sự cường đại tự tin của Sở Trần. Sở Trần cũng lập tức hành động, sau khi Tống Nhan trỏ, về phòng nghỉ ngơi, Sở Trần một đầu đâm vào sâu trong núi. Đến gần bình minh, Sở Trần mới trở về thôn Hồng Miếu. Hai tay trống rỗng, nhưng cũng không có nghĩa là không có thu hoạch, chỉ là đồ đều đã bị Sở Trần bỏ vào trong tàng thiên bối. Không gian tàng thiên bối tuy rằng không tính là lớn, nhưng Sở Trần quả thật cảm nhận được nỏ mang đến chỗ thuận tiện, cũng giống như hơn 10 vò rượu kia. Nếu như không có tàng thiên bối chứa, Sở Trần thật đúng là không biết phải xử trí như thế nào mới yên tâm. Linh khí tô phục, dược liệu trên núi trong lúc nhất thời so với ngày thường nhiều hơn rất nhiều a. Đối với việc chế tạo thuốc giải độc Bắc Trần, trong lòng Sở Trần đã có hình thức ban đầu, sau khi trở về, lại viết phương pháp ra, giao cho đội ngũ dược phẩm Bắc Trần phụ trách. Sở Trần hiện tại, cũng không có thời gian rảnh rỗi đờ dấn thân vào quá trình chế tạo thuốc giải độc. Anh thời khắc cũng đang lo lắng về sự kiện chim lạ Án Quốc, hôm nay vừa mới nhận được tin tức, sự kiện chim lạ đã khiến hơn ngàn người Án Quốc thương vong. Thôn Hồng Miếu vào buổi sáng tràn ngập sức sống, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Sở Trần không lười biếng, sau khi trở về tắm rửa, lèn vào phòng Tống Nhan luyện công. Mặt trời lên cao, Sở Trần trước khi luyện công, uống một chén rượu, lúc này cảm giác nguyên thần cùng nội lực đồng thời có táng lên trên phạm vi lớn. Sở Trần có loại cảm giác, sau khi con đường võ giả đi tới cảnh giới nhất định, nguyên thần so với thân thể càng thêm quan trọng. Võ giả hiện đại đi theo con đường táng cường sức mạnh thế xác. Mà cường giả thời võ giả cổ, rèn luyện nguyên thần, khai thông trời đất, phát huy ra thần thông không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao cảnh giới thần biến trở thành ranh giới mà võ giả hiện đại không thể vượt qua. Sở Trần cố ý tăng cường rèn luyện nguyên thần. Đồng thời, Sở Trần cũng phát hiện. Độ tinh khiết nội công của Tống Nhan so với võ giả tiên thiên bình thường cường đại hơn nhiều. Trên con đường võ giả, Tống Nhan giống như một khối ngọc bích chưa từng điêu khắc qua, bất kỳ cường giả nào nhìn thấy hạt giống như Tống Nhan, tuyệt đối đều khát vọng nhận cô làm đệ tử. Sở Trần vốn định dạy Tống Nhan công phu, trong đầu anh có vô số tuyệt học thời đại võ giả cổ, thế nhưng, Sở Trần cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh cảm giác, những tuyệt học thời đại võ giả cổ trong đầu này, không có một thứ nào có thể xứng với Tống Nhan. Khi Tống Nhan thể hiện bản lĩnh đặc thù của đạo môn Nhiếp Sinh Công, trong lòng Sở Trần đối với tương lai của con đường võ giả của Tống Nhan có kỳ vọng mới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy để Tống Nhan tiếp tục bảo trì hiện trạng, không tu luyện bất kỳ công phu nào, lấy nội lực thuần túy của đạo môn Nhiếp Sinh Công làm dịu thân thể, tăng lên cảnh giới của mình. Nhưng Sở Trần ngược lại dạy Tống Nhan thủ pháp khống chế nội lực, nếu không, Tống Nhan không có một thân nội lực cường đại, cũng rất khó có thể khống chế vận dụng. Ngày Bắc Trần khai trương, đối với Tống Nhan mà nói, cô quả thực chính là phát huy vượt xa người thường. Sở Trần đẩy cửa đi ra ngoài, dưới một gốc cây lớn trước cửa, thiếu niên Tiểu Ngư Nhi ngơ ngác ngồi, nhìn ra ngọn núi xa xa. Nghĩ cái gì vậy? Sở Trần đi qua, hắn nhìn ra Tiểu Ngư Nhi có tâm sự, hộp đêm Tiểu Bạch Long. Sở Tiểu Ngư xấu hổ, anh, đó là nói khoác, em cơ hồ chưa từng vào hộp đêm. Sở Trần cười ha ha, hai người nói chuyện phiếm. Sở Trần biết được, nhiệm vụ tiếp theo của Sở Tiểu Ngư là phải đi đại lý, nơi đó cũng xuất hiện một số vấn đề, nhưng, vấn đề không lớn, với bản lĩnh của Sở Tiểu Ngư hoàn toàn có thể xử lý. Sở Tiểu Ngư phiền não, đương nhiên là sớm như vậy phải rời khỏi thôn Hồng Miếu. Về phương diện này, Sở Trần cũng không có ý kiến gì. Chỉ có thể chúc Sở Tiểu Ngư may mắn.
Sau khi án xong bữa sáng, Miêu Tùy Long qua, Miêu Y Y đi theo bên cạnh ông, phía sau còn có vài lão nhân có đức cao vọng trọng trong thôn Hồng Miếu. Quần áo của bọn họ rất trang trọng, có thể thấy được địa vị của Hồng Miếu trong lòng bọn họ. Hồng Miếu nằm ở vị trí cao nhất ở phía đông của ngôi làng của chúng tôi. Miêu Tùy Long dẫn theo Sở Trần cùng đi. Đám người Tống Nhan cùng Sở Tiểu Ngư cũng không có đi theo, dù sao ngày hôm qua Miêu Tùy Long đã nói qua, Hồng Miếu chưa bao giờ cho người ngoài tiến vào, bọn họ đồng ý Sở Trần tiến vào, đã là trường hợp phá lệ của Hồng Miếu ngàn năm. Một đường đi về phía đông, rất nhanh, đi lên một đoạn đường bậc thang đá, trải dài lên trên. Những bậc thềm đá có khí tức lịch sử nặng nề, mỗi bước đi đều khiến người ta có một loại cảm giác đặc biệt. Sở Trần bỗng nhiên cảm giác được Hồng Miếu không đơn giản. Mỗi một bước đi lên trên, đối với nguyên thần mà nói tựa hồ là một hồi tu hành. Sở Trần không biết những người khác có loại cảm giác đặc biệt này hay không, nhưng giờ phút này, vẻ mặt của anh dần dần trở nên nghiêm túc. Hai bên đường bậc thang đá trồng rừng trúc, Hồng Miếu nằm ở giữa A rừng trúc ở cuối con đường bậc thang đá. Hồng Miếu cách nhà ở mọi người ở một đoạn, nếu Hồng Miếu có quy củ không cho người ngoài tiến vào, vì sao không có người canh giữ, liền không sợ có người từ bên ngoài đi nhầm vào Hồng Miếu sao? Sở Trần không khỏi hỏi, đương nhiên có người canh giữ. Miêu Tùy Long mỏ, miệng nói, đàn ông trong thôn Hồng Miếu từ 18 đến 40 tuổi, 5 người một nhóm, mỗi nhóm phụ trách canh miếu một tháng, quả thật cũng là vì đề phòng cỏ người ngoài không biết quy củ, đi nhầm vào Hồng Miếu. Có người canh gác, Sở Trần nhìn thoáng qua, thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc. Anh đã có thể nhìn thấy Hồng Miếu, ẩn núp ở giữa rừng trúc, thế nhưng, anh không nhận ra khí tức của người. Nam người mà nói, lúc canh Hồng Miếu, dù sao cũng nên nói chuyện, hoặc là có động tĩnh khác chứ. Sở Trần nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng Miêu Tùy Long đột nhiên chấn động, có loại cảm giác bất an khó hiểu, vội vàng mỏ, miệng, nhanh, mọi người đi qua xem một chút. Có mấy người trẻ tuổi đi theo phía sau, bọn họ chạy tới, rất nhanh, phía trước truyền đến thanh âm kinh hô. Thấy thế, Sở Trần cũng không đợi, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng lướt đi. Trước cửa ngôi miếu cổ ngàn năm này, có hai người ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Sở Trần nhanh chóng đi tới, dò xét mạch đập một chút, may mắn còn thở. Từ sau khi có tàng thiên bối, Sở Trần mang theo không ít nhu yếu phẩm, trong đó có kim bạc. Lấy kim bạc ra, nhanh chóng châm cứu cho hai người. Trong quá trình này, đám người Miêu Tùy Long cũng chạy tới. Hồng miếu xảy ra chuyện rồi, từng tiếng kinh hoàng vang lên, Miêu Tùy Long sải bước xông vào. Khi nhìn thấy pho tượng hồng thần sụp đổ trong nháy mắt, Miêu Tùy Long có loại cảm giác trời đất quay cuồng, bỗng nhiên hai mắt tối sầm liền ngã xuống đất. Miêu lão, Sở Trần chạy tới, nhanh chóng châm một kim cho Miêu Tùy Long. Đồng thời, Sở Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái. Dấu vết đánh nhau trong miếu không lớn, nhưng mà, có ba người hôn mê ngã xuống đất, xung quanh pho tượng hồng thần càng hướng tới cảnh tượng bị người vơ vét, một mảnh hỗn độn, pho tượng hồng thần sụp đổ vỡ. Một ngọn đèn trước pho tượng, giờ phút này cũng ngã xuống đất, đèn đuốc, tắt. Sở Trần cũng khẩn trương cứu chữa cho ba người khác. Miêu Tùy Long chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên đứng lên, cả người đều run rẩy, sao lại như vậy? Miêu lão, phiến đá mất rồi. Có người hét lên, mang theo khóc lóc, còn có tức giận. Thân thể Miêu Tùy Long mãnh liệt nhoáng lên một cái, suýt nữa lại muốn hôn mê. Phiến đá Hồng Miếu, là vật phẩm được truyền lại lâu nhất của Hồng Miếu. Tương truyền, khối phiến đá này, chính là di vật hồng thần. Vẫn trưng bày ở bên trong Hồng Miếu. Lúc này, có người đàn ông hôn mê tỉnh lại, đỏ bừng mắt, nói cho mọi người biết, ngay khi trời vừa sáng, có mấy người áo đen đột nhiên xông vào Hồng Miếu, bọn họ chỉ là hơi phản kháng một chút, đã bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trời vừa sáng, nhưng bây giờ đã gần trưa. Sở Trần nhíu mày, người nào sẽ đột nhiên tập kích hồ ngầm? Hơn nữa trộm đi một khối phiến đá bên trong Hồng Miếu. Miêu lão, phiến đá kia, là cái gì? Sở Trần không khỏi hỏi. Miêu Tùy Long nhìn Sở Trần, đột nhiên quỳ xuống. Những người còn lại trong thôn Hồng Miếu cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Sở tiên sinh, cầu xin cậu, giúp chúng tôi tìm lại phiến đá đi. Đó là linh hồn của thôn Hồng Miếu chúng tôi. Sở tiên sinh, chỉ có cậu có thể giúp chúng tôi. Nước mắt hốc mắt Miêu Tùy Long rơi xuống, tâm tình rất kích động. Đèn ông cầm trong tay đã tắt. Đèn của Hồng Miếu, ngàn năm không tắt, nhưng đến hôm nay, lại truyền thừa đến trong tay ông bị tắt. Tôi thẹn với liệt tổ liệt tông A. Miêu Tùy ầm ầm gào khóc, nếu không phải Sở Trần ngán cản ông,
ông đã đụng vào cột trụ Hồng Miếu rồi. Sở Trần có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và phẫn nộ của dân làng Hồng Miếu. Hồng Miếu là tín ngưỡng của bọn họ. Một khối phiến đá cổ truyền thừa hơn 1.000 nám, chính là nguồn gốc của phần tín ngưỡng kia. Nhưng đạo tặc lại trộm khối phiến đá kia đi. Sau đó, Miêu Tùy Long nói cho Sở Trần lịch sử phiến đá Hồng Thần, hơn nữa trọng điểm nói ra, khối phiến đá kia tuy rằng chiều dài không đến nửa mét, chiều rộng nhỏ hơn, nhưng trọng lượng của phiến đá lại có gần 1.000 cân. Sở Trần tưởng tượng một chút kích thước của phiến đá, không khỏi kinh ngạc, một khối phiến đá nhỏ như vậy, lại có gần 1.000 cân, hơn nữa còn truyền thừa hơn 1.000 năm, điều này quả thật có chỗ thần kỳ. Nói như vậy, người trộm đi phiến đá Hồng Thần, chỉ là võ giả. Sở Trần nói, khí lực của người bình thường dù lớn đến đâu cũng không có khả năng khiêng phiến đá gần 1.000 cân. Lực 1.000 cân, cần võ giả cấp bậc tiên thiên trở lên. Từ khi phiến đá Hồng Thần bị đánh cắp đến nay đã 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Sở Trần trầm ngâm, nếu như đối phương mang phiến đá ra khỏi quốc lộ, sau đó dùng xe vận chuyển ra ngoài, muốn tìm được bọn họ, giống như mò kim đáy biển. Nhìn Miêu Tùy Long giống như thoáng cái già nua xuống, Sở Trần trong lòng không đành lòng, trầm giọng nói, có điều Miêu lão ông yên tâm, chuyện này nếu tôi gặp phải, cũng sẽ không ngồi yên không để ý, tôi sẽ toàn lực điều tra tung tích của phiến đá. Tất cả hy vọng của Miêu Tùy Long đều gửi gắm vào Sở Trần. Sở tiên sinh, ngờ cậu, thanh âm của Miêu Tùy Long đang run rẩy, hai tay ông nắm chặt ngọn đèn đã tắt. Sở Trần an ủi Miêu Tùy Long, chờ đón phiến đá Hồng Thần về, trùng tu pho tượng Hồng Thần, lại thắp đèn lên, đỏ đại diện cho một thời khắc hoàn toàn mới. Có lẽ đây cũng là ám chỉ của Hồng Thần, hy vọng hậu duệ Hồng Thần, nghênh đón kỳ ngộ mới. Đang lúc Sở Trần an ủi Miêu Tùy Long, bỗng nhiên có người xông vào Hồng Miếu. Đồng thời hô to, con đường nhỏ phía sau Hồng Miếu phát hiện dấu chân. Ánh mắt Sở Trần sáng lên, đột nhiên đứng dậy, không sai, xung quanh đều là núi lớn, phiến đá Hồng Thần gần 1.000 cân mà nói, bọn họ mang phiến đá Hồng Thần đi, không có khả năng không để lại dấu vết. Sở Trần quyết đoán mở miệng, dẫn đường, trừ phi đối phương cũng cỏ tàng thiên bối. Mấy thanh niên cầm gậy gỗ đao nĩa trong tay, rất nhanh đi tới phía sau Hồng Miếu, ở một con đường nhỏ lầy lội. Quả thật phát hiện một vài dấu chân, trong đó có hai dấu chân rất rõ ràng tương đối sâu. Bọn rời đi từ con đường này, ánh mắt Sở Trần nhìn qua, đột nhiên bước chân tăng nhanh, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Đối phương ít nhất đã rời đi nám giờ, nếu chỉ là tốc độ của người thường, không có khả năng đuổi kịp. Sở Trần chỉ hy vọng, đạo tặc trộm phiến đá đi, sẽ vừa đi vừa nghỉ ngơi, còn không kịp rời khỏi 10 vạn đại sơn. Đồng thời, Sở Trần gọi điện thoại cho Sở Tiểu Ngư, bảo hắn vận dụng lực lượng, điều động lực lượng cảnh sát dân sự gần, lục soát xe cộ rời khỏi núi, trọng điểm tìm kiếm một phiến đá. Sở Tiểu Ngư nghe nói Hồng Miếu xảy ra chuyện, cũng lập tức khẩn trương, đồng thời cũng nhanh chóng bắt đầu bố trí. 10 vạn ngọn núi lớn, núi non trùng điệp, 7 đạo thân ảnh xuyên qua rừng, trong đó một người trong tay cầm một thứ gì đỏ được bọc trong một tấm vải đen, vật rất nặng, mặc dù người này là tiên thiên võ giả. Sau khi cầm khối vật này chạy trên đường núi một thời gian, cũng thở hổn hển, khi đi ngang qua một mảnh rừng tương đối trống trải, đặt vật xuống, nghỉ ngơi một chút đi, mệt chết lão tử rồi. Vậy thì nghỉ ngơi tại chỗ đi. Người đàn ông dẫn đầu tên là Đỗ Lão Lục, là người đứng đầu tiểu đội mạo hiểm này, tiên thiên võ giả. Còn có những người còn lại trong tay cũng cầm một vài vật phẩm, đều là từ thôn trang ở gần trộm cắp tới. Lão Lục, người nói khối phiến đá thôn Hồng Miếu này thật sự có giá trị sao? Phụ trách khiêng phiến đá chính là một tiên thiên võ giả khác trong đội ngũ, Khang Đức Đông. Một phiến đá nhỏ, cỏ trọng lượng 1.000 cân, còn truyền thừa 1.000 năm lịch sử. Đỗ Lão Lục nói, ta tin tưởng, nó nhất định là thu hoạch lớn nhất của toàn bộ tiểu đội mạo hiểm chúng ta trong chuyến đi kiểm địa. Còn khiêng được không? Người bên cạnh hỏi Khang Đức Đông, Khang Đức Đông hoạt động cánh tay của mình một chút, nghỉ ngơi một chút, không có vấn đề gì. Lão Lục, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ở đâu? Có người hỏi, Đỗ Lão Lục nhìn bản đồ một chút, đi qua con đường núi này, lại xâm nhập thêm 20 cây em, có một tòa cổ tháp 1.000 năm, trước kia đã nghe nói tòa cổ tháp 1.000 năm kia rất linh nghiệp, hiện tại hoàn cảnh không giống nhau, các nơi đều xuất hiện rất nhiều di chỉ khảo cổ, kỳ ngộ vân vân, ta tin tưởng tòa cổ tháp 1.000 năm kia, cũng sẽ có bảo vật, nói không chừng có thể tìm được. Nếu điều này xảy ra, chuyến đi của chúng ta sẽ mang lại lợi ích lớn. Khang Đức Đông cười ha ha, linh khí toàn cầu tô phục, các loại loạn cục xuất hiện. Trong số đó, một nghề nghiệp mới nổi cũng xuất hiện.
Đó chính là những tiểu đội mạo hiểm do võ giả tạo thành, bọn họ vơ vét tin tức xung quanh, phàm là đồ vật có giá trị, đều có thể trở thành mục tiêu của bọn họ. Chẳng hạn như phiến đá hồng miếu, chẳng hạn như di chỉ khảo cổ tòa tháp ngàn nám. Tiểu đội mạo hiểm như vậy mọc lên như măng mọc sau mưa, nhất là nơi xuất hiện di chỉ khảo cổ cường giả thời cổ võ giả, thậm chí còn dẫn phát cảnh đao kiếm gặp nhau giữa tiểu đội mạo hiểm. Vẫn là lực lượng chính phủ khủng bố. Có người cảm thán nói, sau sự kiện kiến độc biến dị, khẳng định có dấu vết võ giả cổ đại để lại, đáng tiếc, độc tính của kiến độc biến dị quá đáng sợ, chúng ta căn bản không dám tiếp cận thôn trang, nhưng không nghĩ tới, lại bị người tới chính thức nhanh chóng tiêu diệt kiến độc biến dị. Nếu không phải như vậy, những phiến đá của thôn Hồng Miếu nên là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Đỗ Lão Lục nói, để tránh cho người chính phủ nhanh chân đến trước, chúng ta trước tiên trộm phiến đá gì? Ta tin, phiến đá này sẽ có thể bán được một mức giá tốt. Lão Lục, lúc này, Khang Được Đông bỗng nhiên nói, người nói xem, người chính phủ có thể giúp dân thôn Hồng Miếu tìm phiến đá hay không, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ giúp, có điều, sẽ xuất ra vài phần lực cũng không nhất định. Đỗ Lão Lục nói, ngoại trừ thôn dân thôn Hồng Miếu, ai sẽ cảm thấy hứng thú với một khối phiến đá chưa từng thấy qua, huống chi, chúng ta đã rời khỏi thôn Hồng Miếu xa như vậy, 10 vạn đại sơn, bọn họ muốn tìm được chúng ta, trừ phi trời mở mắt đi. Mấy người đồng thời cười ha ha, bọn họ đều rất tín nhiệm Đỗ Lão Lục, không chỉ bởi vì thực lực của Đỗ Lão Lục cường đại, quan trọng nhất là, Đỗ Lão Lục thật sự dẫn bọn họ phát tài. Lão Lục, chờ sau khi giao dịch này hoàn tất, nhất định phải cho chúng ta cơ hội mời ngươi uống rượu. Một người đàn ông hét lên, đúng vậy, ta tin tưởng, tiểu đội mạo hiểm chúng ta nhất định sẽ trở thành tiểu đội ưu tú mạo hiểm nhất giới. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Đỗ Lão Lục đứng lên, đi thôi, tiếp tục xuất phát. Khang Đức Đông khiêng phiến đá lên, khoe ra cơ bắp trên người, hàng hái, đi. 7 người vừa muốn khởi hành, đột nhiên, một đạo thanh âm truyền ra, phiến đá nặng như vậy, thật sự không cần nghỉ ngơi thêm một chút sao. Dứt lời, trong lòng 7 người tiểu đội mạo hiểm đồng thời chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thanh âm này xuất hiện quá đột ngột quỷ dị, khiến người ta run rẩy. Chủ yếu vẫn là, bọn họ không nhìn thấy mọi người. Người nào, Đỗ Lão Lục quá to. Đỗ Lão Lục cũng là người quen cảnh đời, giờ phút này nhanh chóng tổ chức tiểu đội 7 người quay lưng lại thành một vòng đứng, để tránh bị đánh lén. Các ngươi lá gan thật lớn, lại dám mạo phạm hồng thần. Thanh âm phảng phất từ dưới đất chui ra, lơ lửng không cố định. Sắc mặt Khang Đức Đông đột nhiên đại biến, phiến đá trong tay càng rời tay, rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Thanh âm mang theo kinh hoàng. Mấy ngày nay, bọn họ ra vào các loại cấm địa, miếu thờ, thậm chí còn đào phần mộ của người khác, đáy lòng vốn có chút chột dạ. Hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng động không thấy người, đương nhiên theo bản năng sợ hãi. Nhưng, Đỗ Lão Lục hiển nhiên là chủ không sợ trời không sợ đất, cười lạnh một tiếng, đồ giả thần giả quỷ, nếu ngươi không hiện thân, chúng ta sẽ đi. Đỗ Lão Lục trầm giọng nói, Khang Đức Đông, khiêng phiến đá lên, đi. Khang Đức Đông cúi đầu, bỗng nhiên, một trận cuồng phong xẹt qua, nhấc lên lá rụng đầy trời, vọt tới phía bọn họ. Trong lòng 7 người đột nhiên chấn động, sắc mặt Đỗ Lão Lục cũng thay đổi, hắn càng thêm nghiêng về, bọn họ bị một vị cường giả nhìn chằm chằm. Đỗ Lão Lục chưa bao giờ tin có quỷ thần, tiền bối, tại hạ Đỗ Lão Lục. Đỗ Lão Lục một bên ứng phó lá rụng công kích, một bên chắn thanh nói, chúng tôi không có ý mạo phạm, nếu như tiền bối đối với khối phiến đá này có hứng thú mà nói. Chúng tôi dâng hai tay. Vèo, vèo, vèo lá rụng công kích đánh tới trước mặt, có người theo tiếng ngã xuống. Trong nháy mắt, còn có thể đứng cũng chỉ còn lại Đỗ Lão Lục cùng Khang Đức Đông. Bỗng nhiên, Khang Đức Đông hướng phía sau Đỗ Lão Lục một quyền. Khang Đức Đông, ngươi, Đỗ Lão Lục phẫn nộ. Khang Đức Đông có chút luống cuống, khuôn mặt hoảng sợ, tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Nói xong, Khang Đức Đông lại điên cuồng công kích Đỗ Lão Lục phẫn nộ phản kích. Về thực lực, Đỗ Lão Lục mạnh hơn Khang Đức Đông, nhưng lúc này Khang Đức Đông điên cuồng trùng kích Đỗ Lão Lục, không bao lâu, hai người đều bị thương, chật vật không chịu nổi. Trên một gốc cây lớn, Sở Trần hưng chí bừng bừng thưởng thức vở kịch lần này. Anh dọc theo dấu chân cùng với dấu vết lưu lại của tiểu đội mạo hiểm này đuổi theo, thông qua đối thoại của bọn họ cũng biết mục tiêu của đối phương không chỉ là phiến đá hồng miếu. Đây là một tiểu đội đạo tặc, từ trên cành cấy nhảy xuống. Sở Trần vỗ bàn tay, không tệ, đánh rất đặc sắc nha. Ánh mắt Khang Đức Đông tràn đầy hoảng sợ nhìn Sở Trần, hắn biết,
hành động vừa rồi của mình không thể khống chế, khẳng định là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Ngươi là ai? Ánh mắt Đỗ Lão Lục cũng lóe lên kinh hoàng. Sở Trần khóe miệng nhếch lên, ta đang chuẩn bị hôm nay đến Hồng Miếu bái Hồng Thần, các ngươi liền tới phá hư, biết rõ người chính phủ ở thôn Hồng Miếu, các ngươi còn dám trộm phiến đá, thật sự để chính phủ vào mắt a. Người của chính phủ, sắc mặt Đỗ Lão Lục mãnh liệt biến đổi. Không chỉ có hắn, 7 người ở đây, đều là người mang án, có tiền án. Chạy nhanh, Đỗ Lão Lục giống to. 7 người chuẩn bị từ phương hướng khác nhau chạy trốn, thế nhưng, cước bộ vừa mới cất đi, bên tai truyền đến thanh âm phá không. Bọn họ bị đánh gục bởi lá, đá, cành cây và những thứ khác. Dù sao cũng ở bên cạnh Sở Trần, tiện tay có thể khống chế vật phẩm. Bao gồm Khang Đức Đông và Đỗ Lão Lục, trong mắt Sở Trần, bọn họ không có gì khác với võ giả bình thường. Đều không chịu nổi một kích, Sở Trần đi tới, biến ra một sợi dây thừng, trói 7 người cùng một chỗ. Trước khi ra tay, anh đã thông báo cho Sở Tiểu Ngư, Sở Tiểu Ngư đang dẫn người chạy tới bên này. Sở Trần đi về phía một chỗ cỏ, nhặt phiến đá bọc vải đen rơi xuống đất lên. Cân nhắc trọng lượng của phiến đá một chút, quả thật có trọng lượng gần ngàn cân. Phiến đá Hồng Thần, Sở Trần mở vải đen ra, đầu mắt nhìn lại. Từ mắt thường nhìn, đây chính là một khối phiến đá bóng loáng bằng phẳng, mặt trên thậm chí ngay cả một chút hoa văn đặc biệt cũng không có. Sở Trần cũng nhìn lô qua phiến đá bên kia, không có gì đặc biệt, một khối phiến đá như vậy, đáng để các ngươi khiêng đường núi xa như vậy. Sở Trần nói, các ngươi xác định nó có thể bán được giá tốt sao? Đúng rồi, các ngươi trộm cắp đồ đạc, đều bán cho người nào? Sở Trần đối với võ giả nghề mạo hiểm mới nổi này rất tò mò. Mấy người Đỗ Lão Lục không trả lời. Sở Trần cũng không miễn cưỡng, anh cũng lười đi thẩm vấn, chờ sau khi bọn Sở Tiểu Ngư tới đây, dẫn 7 người đi, đương nhiên sẽ có người tiếp nhận vụ án của bọn họ. Lực chú ý của Sở Trần vẫn là trên phiến đá Hồng Thần. Anh vẫn còn tò mò về phiến đá này. Mắt thường nhìn không ra phiến đá có chỗ gì đặc biệt, Sở Trần quyết định dùng nguyên thần đi thăm dò. Dù sao, có rượu giám định, Hồng Thần để lại rượu, tác dụng chính là rèn luyện nguyên thần. Quả nhiên, thời điểm khi nguyên thần của Sở Trần chạm vào phiến đá Hồng Thần, bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác thê lương vô cùng, Sở Trần phảng phất trong nháy mắt đụng phải tầng tầng sương mù mỏng manh, nguyên thần của anh xuyên qua sương mù, toàn bộ quá trình, có loại xuyên qua thời gian không gian, bước qua năm tháng ảo giác. Trong mắt 7 người Đỗ Lão Lục, Sở Trần tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm phiến đá, không nhúc nhích, nhưng bọn họ cũng không dám giãy giụa. Vừa rồi Sở Trần bày ra thực lực thật sự quá cường đại. Bọn họ đã cam chịu số phận, nguyên thần Sở Trần xẹt qua quá trình sương mù, cũng đang hấp thu vật chất thần kỳ ẩn chứa trong sương mù, một đường xuyên qua, nguyên thần của anh dần dần lớn mạnh. Sở Trần không biết cuối của thần giới biến cảnh ở nào, nhưng trong khoảng thời gian này, anh tuy rằng không có phương pháp cụ thể tu luyện nguyên thần, nhưng nguyên thần sau khi trải qua nhiều lần kỳ ngộ, vẫn luôn táng lên. Nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn như cũ cảm nhận không được dấu vết thần biến viên mân. Cuối sương mù thần bí thưa thớt, là từng ngọn núi nguy nga, tựa như ảo giác, nhưng lại cho Sở Trần một loại cảm giác vô cùng chân thật. Từng ngọn núi linh khí hội tụ trở thành hào quang, tựa như tiên cảnh, phun ra nuốt vào ánh sáng, tươi sáng rực rỡ, đẹp không sao xiết, tiên khí tràn ngập. Đây là nơi nào? Trong đầu Sở Trần hiện lên nghi hoặc, hồi tưởng lại thời điểm vừa mới xuyên qua sương mù. Có loại cảm giác xuyên qua thời gian không gian, trong lòng Sở Trần bỗng nhiên chấn động, trong đầu theo bản năng phát ra một suy nghĩ, đây không phải là, 2000 năm trước, khi linh mạch chưa phong ấn, 10 vạn đại sơn kiềm địa sao. Bên trong nguyên thần của Sở Trần hiện ra một bức tranh linh sơn trùng điệp chập trùng, tựa hồ là một cảnh tượng bị ghi lại. 10 vạn đại sơn rực rỡ tuyệt mỹ, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang, chấn thiên động địa. Trong đó một tòa núi lớn, giống như bị trời phạt. Trong nháy mắt liền bị san bằng. Khói đặc dày cuộn, nguyên thần Sở Trần cũng bị chấn động rất nhiều, còn không kịp nhìn hình ảnh kế tiếp, bỗng nhiên có loại cảm giác nguyên thần khô kiệt như thủy triều truyền đến, trong đầu như vạn châm đâm xuống, trong lòng mãnh liệt chấn động, lần nữa phục hồi tinh thần, trước mặt Sở Trần, vẫn là khối phiến đá nhìn qua không có bất kỳ đặc biệt nào. Sở Trần ngây ngẩn cả người, nửa hồi, thần sắc không cách nào kìm lòng toát ra một trận nóng rực. Một màn anh vừa nhìn thấy. Có lẽ là hình ảnh độ kiếp của vị Hồng Thần trong truyền thuyết của thôn Hồng Miếu. Đáng tiếc, nguyên thần của anh không đủ cường đại, không cách nào chống đỡ xem hết hình ảnh. Nhưng mà quá trình này, Sở Trần có loại cảm giác sức mạnh nguyên thần táng vọt.
Nếu mà có thể mỗi ngày quan sát khối phiến đá này, đó chính là một phương thức tu luyện nguyên thần. Sở Trần nhìn khối phiến đá hồng thần này, âm thầm khẽ thở dài. Anh nhìn ra được, khối phiến đá này đối với dân làng Hồng Miếu mà nói quan trọng cỡ nào, nếu như anh mang phiến đá đi, vậy cùng 7 người bên cạnh này cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng, bảo vật như vậy, ở lại thôn Hồng Miếu, quá lãng phí, hơn nữa, lần này nó bị theo dõi, khó tránh khỏi lần sau, còn có thể bị theo dõi. Sau khi cân nhắc một lát, Sở Trần vẫn quyết định, cùng Miêu lão thương lượng một chút. Dù sao, phiến đá hồng thần, đối với Sở Trần mà nói, lực hấp dẫn quá lớn. Đây là phương pháp tu luyện nguyên thần anh vẫn muốn tìm. Điều tức một lát sau đó, nguyên thần sỏ, Trần lần nữa bao trùm phiến đá hồng thần. Sương mù thần kỳ lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, nguyên thần sỏ, Trần còn chưa kịp xuyên qua sương mù, cảm giác vạn châm châm đau đớn kia lại xuất hiện, ép anh lui. Dục tốc bất đạt, Sở Trần khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần của anh, cũng không thể không ngừng xông vào trong phiến đá, giống như bể luyện hồn, có người muốn một hơi đột phá đến cảnh giới thần biến, kết quả ngược lại bởi vì quá mức gấp gáp, bị bể luyện hồn cắn trả, linh hồn chịu thất bại, chạm đông sơn, sao ngươi không thẳng thắn đọc số chứng minh thư của ta. Sở Trần dùng vải đen bọc phiến đá hồng thần một lần nữa lại, xa xa, thanh âm bước chân đã chuyển đến. Ở bên này, Sở Trần hô một tiếng. Dẫn đội tới là Sở Tiểu Ngư cùng Vương Tái Tiên, tổng cộng có hơn 20 người tới, trong đó còn có vài thanh niên thôn Hồng Miếu, bọn họ quan tâm đến phiến đá hồng thần, đi theo tới, Sở Tiểu Ngư dẫn bọn họ theo, chủ yếu là, trong đó còn có một người là Miêu Y Y. Phiến đá ở đây, sỏ, Trần chỉ vào phiến đá hồng thần đặt ở trước mặt vải đen bao bọc. Vương Tái Tiên dẫn người đi qua, hoàn toàn khống chế đám người Đỗ Lão Lục. Miêu Y Y thì cùng mấy thanh niên hán tử đi tới trước phiến đá. Một người trong đó tiến lên, hai tay nắm phiến đá, đột nhiên phát lực, khuôn mặt đều nghẹn đỏ, cuối cùng buông tha, buông tay ra, thần sắc toát ra một trận phấn chấn, quả nhiên là phiến đá hồng thần. Hóa ra là dùng chính mình không chịu nổi để phán đoán thật giả của phiến đá hồng thần. Trước tiên mang phiến đá hồng thần về đi, Sở Trần mở miệng, thanh niên cảm thán, phiến đá hồng thần gần ngàn cân trọng lượng. Muốn chuyến nó, thanh âm của thanh niên đột nhiên dừng lại, tròng mắt sắp lồi ra. Sở Trần cúi người nhặt phiến đá hồng thần đặt trên mặt đất, một bàn tay, nhìn qua giống như nhặt lên một quyển sách, không tốn chút sức lực. Mấy thanh niên trong thôn Hồng Miếu nhìn đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều biết rõ phiến đá hồng thần nặng bao nhiêu. Trong nháy mắt này bọn họ cũng nhận ra năng lực của Sở Trần. Khó trách Sở tiên sinh có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lấy được phiến đá hồng thần về. Sở tiên sinh năng lực cao thâm khó lường. Mọi người từ nơi này chọn tuyến đường đi xuống núi, đường cũ trở về, tôi mang theo phiến đá đi đường núi thuận tiện một chút. Sở, Trần mở miệng, không ai có ý kiến. Chỉ là, nhìn vị Sở tiên sinh trước mắt này, một đám đều xuất phát từ nội tâm khuất phục. Mang theo phiến đá nặng ngàn cân, lại còn cảm thấy đi đường núi so với ngồi xe thuận tiện hơn. Tiểu Ngư Nhi, bọn họ thuộc về một đội mạo hiểm. Vật phẩm trộm cắp không chỉ là phiến đá hồng thần, còn có những thứ trên mặt đất này. Sở Trần dặn dò Tiểu Ngư Nhi, thu thập những tang vật này lại, trả lại cho người mất, đồng thời điều tra rõ ràng chuyện về tiểu đội mạo hiểm. Đồng tử sỏ, Tiểu Ngư khẽ co rụt lại, ánh mắt nhìn chàm chú vào đám người Đỗ Lão Lục, bọn họ lại là tiểu đội mạo hiểm. Sau đó, Sở Tiểu Ngư nói cho Sở Trần biết, nhiệm vụ hắn sẽ đi đại lý chấp hành. Chính là một tòa núi nổi tiếng của đại lý xuất hiện di chỉ võ giả cổ đại, sau đó bị tiểu đội mạo hiểm cướp đoạt, dẫn phát sự kiện đổ máu, hơn nữa còn có vật quan trọng bị mất, nếu như không phải thạch đá hồng thần bị trộm, hắn cùng Vương Tái Tiên hiện tại đã khởi hành đến đại lý. Trong khoảng thời gian này, tiểu đội mạo hiểm tương tự càng ngày càng nhiều, có người là vì không ngừng khiêu chiến, càng nhiều là tham lam, muốn dùng phương thức này mưu cầu tài vật, nói vậy sau lưng có hắc thủ thúc đẩy. Nếu không, tiểu đội mạo hiểm không có khả năng trong một đêm như màng mọc sau mưa. Vương Tái Tiên nói, Sở Trần cũng không nói nhiều, cả nước thậm chí toàn cầu phạm vi đều có đủ loại dị biến phát sinh. Đối với võ giả mà nói, bỗng nhiên tiến vào một thời đại nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, rất nhiều người nội tâm sẽ không khống chế mà sinh ra đủ loại ý nghĩ, điều này cũng bình thường. Mang theo phiến đá hồng thần đường cũ trở về, rất nhanh, Hồng Miếu đã gần trước mắt. Sở Trần nhảy lên tiến vào. Sở tiên sinh, mọi người ở thôn Hồng Miếu thấy Sở Trần cầm phiến đá hồng thần đi vào, lúc này vô cùng kích động. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe được tin tức phiến đá hồng thần đã tìm lại được,
nhưng khi thật sự nhìn thấy phiến đá hồng thần mất mà khôi phục, vẫn là nhìn không được nước mắt lưng tròng, lấy Miêu Tùy Long dẫn đầu, nhao nhao quỳ gối trước mặt Sở Trần, cảm ơn Sở Trần. Mọi người mời dậy đi, Sở Trần buông phiến đá hồng thần xuống, nâng Miêu Tùy Long dậy, đỡ ông ngồi xuống ghế bên cạnh. Tâm tình Miêu Tùy Long cực kỳ kích động, nếu như phiến đá hồng thần tìm không được mà nói, ông còn có thể diện gì đối mặt với Liệt Tố Liệt Tông. Trong miệng ông, không ngừng cảm tạ Sở Trần. Miêu lão, có một điều tôi muốn nói chuyên với ông. Sau khi Sở Trần cân nhắc một hồi, trầm giọng mở miệng, có lẽ mọi người cũng không biết, vì sao rượu hồng thần để lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn dẫn phát sự biến dị của kiến. Kỳ thật, là đại khái hơn nửa tháng trước, linh khí địa cầu đã khôi phục, đơn giản mà nói, chính là hoàn cảnh địa cầu, xảy ra một vài biến hóa, dẫn đến rất nhiều thứ trước kia biến mất, sẽ dần dần xuất hiện, sau đó, còn xuất hiện càng nhiều chuyện không thể đoán trước. 10 vạn đại sơn này, tai họa kiến độc biến dị chỉ là bắt đầu, sau đó chưa chắc sẽ không xuất hiện biến dị khác nữa. Nghe vậy, khuôn mặt của người dân thôn Hồng Miếu đều hơi đổi màu. Đương nhiên, tai nạn biến dị như rắn, côn trùng, chuột, kiến mang đến chỉ là chuyện nhỏ. Sở Trần tiếp tục nói, chúng tôi lần này sau khi trở về, sẽ trong thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra một loạt thuốc giải độc, đến lúc đó thuốc giải độc cũng sẽ tiến vào 10 vạn đại sơn, mỗi nhà mọi người đều phải có thuốc giải độc, một khi phát sinh tai họa kiến độc biến dị tương tự, thuốc giải độc có thể bảo vệ tính mạng của mọi người, cho đến khi người của chúng tôi chạy tới. Dân làng thở phào nhẹ nhõm, thiên tai có thể phòng ngừa, nhưng mà, nhân họa, đôi khi, không thể phòng ngừa. Sở Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua pho tượng hồng thần sụp đổ, trong đầu theo bản năng hiện lên hình ảnh nhìn thấy trên phiến đá hồng thần, anh ngược lại có chút tò mò, bộ dạng hồng thần thật sự, có phải giống như khác trên pho tượng hay không? Trong lòng Miêu Tùy Long cũng chấn động, ông hiểu Sở Trần đang chỉ cái gì. Trộm đi phiến đá hồng thần chính là một tiểu đội mạo hiểm, tổng cộng 7 người, trong đó có 2 tiên thiên võ giả. Khái niệm tiên thiên võ giả, chính phiến đá hồng thần nặng ngàn cân, bọn họ có thể trực tiếp mang đi. Sở Trần nói, có điều, may mắn chính là, mục tiêu của bọn họ không chỉ là phiến đá hồng thần, còn có bảo vật trong phạm vi 10 vạn đại S0N còn lại một phần thôn trang hoặc miếu thờ các nơi. Nếu không, lần này, chúng tôi cũng rất khó tìm lại được phiến đá hồng thần. Vậy bọn họ có bị bắt không? Một người dân vội vàng hỏi. Sở Trần gật đầu, tiểu đội 7 người, người cùng tang vật đều bắt được. Vậy thì tốt, dân làng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu không, phiến đá hồng thần tùy thời còn có thể bị trộm. Phiến đá hồng thần, quả thật tùy thời còn có thể bị trộm. Sở Trần nói, bởi vì tiểu đội mạo hiểm như vậy, trong khoảng thời gian gần đây, đột nhiên tăng vọt. Sau lưng bọn họ có một chuỗi lợi ích, vào một ngày bọn họ không bị dập tan, sẽ có càng ngày càng nhiều tiểu đội mạo hiểm tiến vào 10 vạn đại sơn, tìm kiếm đồ vật có giá trị, tồn tại của phiến đá hồng thần, nhất định sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Sở Trần nhìn Miêu Tùy Long, Miêu lão, đây chính là chuyện tôi muốn nói với ông. Thần sắc Miêu Tùy Long nghiêm trọng lên, những dân làng còn lại cũng hai mắt nhìn nhau, từ tình huống hôm nay mà xem, nếu như còn có người đến cướp phiến đá hồng thần. Chúng ta cũng cán bản ngán không được. Một thanh niên buổi sáng bị đánh ngất xỉu bất đắc dĩ nói, bọn họ đều là luyện võ giả, nhưng chúng ta chỉ là người bình thường. Dân làng lo lắng, đột nhiên, một giọng nói vang lên, tôi có một suy nghĩ. Người nói chuyện chính là một vị lão nhân ở thôn Hồng Miếu. Lúc này, lão nhân nhìn Sở Trần, chúng tôi không có năng lực bảo vệ phiến đá hồng thần, nhưng Sở Tiên Sinh có, không biết Sở Tiên Sinh có nguyện ý hay không, giúp thôn Hồng Miếu bảo vệ phiến đá một thời gian. Đợi chúng tôi trùng tu thôn Hồng Miếu, đề cao phòng hộ, tiểu đội mạo hiểm cũng không còn lan rộng như vậy, lại nghênh đón phiến đá hồng thần. Đây quả thực là thần trự công. Sở Trần bề ngoài không nói gì. Anh vốn còn lo lắng không biết mở miệng như thế nào, dù sao, nếu như anh tự mình mở miệng mà nói, rất dễ dàng có vẻ mình có dụng tâm khác. Bây giờ thì khác, dân làng Hồng Miếu rất nhanh đã đạt được ý nguyện thống nhất, khẩn cầu Sở Tiên Sinh, thay thôn Hồng Miếu bảo vệ phiến đá hồng thần. Sở Trần trầm ngâm một hồi, dưới ánh mắt đồng đảo chờ đợi, gật gật đầu, được rồi, tôi đáp ứng mọi người. Mọi người mừng như điên. Miêu Tùy Long càng thêm nước mắt lưng tròng, tôi đã sớm nói qua, Sở Tiên Sinh xuất hiện, nhất định là Hồng Thần an bài, Hồng Thần bảo Sở Tiên Sinh đến cứu vớt thôn Hồng Miếu. Sở Trần cười nhận phiến đá Hồng Thần. Trong thực tế, đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Thôn Hồng Miếu có thể bảo vệ phiến đá, mà Sở Trần cũng có thể tạm mượn phiến đá, tu luyện nguyên thần. Sở Trần trở về không lâu,
đám người Sở Tiểu Ngư cũng trở về. Cũng đến lúc bọn họ nên rời khỏi thôn Hồng Miếu. Lúc rút khỏi thôn Hồng Miếu, dân làng đều nhao nhao đưa tiễn. Tại thời điểm tuyệt vọng nhất của thôn Hồng Miếu, là bọn họ xuất hiện, cứu vớt thôn Hồng Miếu. Trong trái tim của dân làng, họ là những người luôn luôn có thể tin tưởng. Miêu lão, thôn Hồng Miếu khi nào muốn nghênh đón phiến đá, bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo cho tôi. Trước khi Sở Trần lên xe, Miêu Tùy Long hai tay nắm tay anh. Bên kia, Sở Tiểu Ngư vừa mới mở cửa xe, nhịn không được quay đầu lại. Trước đám người, chuông trên người thiếu nữ theo gió phát ra thanh âm thanh thúy, khuôn mặt toát ra nụ cười, phất tay với hắn, cáo biệt. Sở Tiểu Ngư cười sán lạn, tôi sẽ quay lại. Đoàn xe rời đi, Miêu Y dựa vào nhìn ra, đoàn xe ở giữa núi non trùng như ẩn như hiện, tạm biệt, anh hùng Tiểu Ngư. Bên trong xe, Vương Tái Tiên lái xe, Sở Tiểu Ngư ngồi ở ghế phụ, tràn đầy tâm sự. Sở Trần cùng Tống Nhan ngồi ở phía sau, ngọt ngào, cho Sở Tiểu Ngư một trận bạo kích. Vẫn là chúng ta tốt, vui vẻ về nhà. Sở Trần bập môi một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Nhan. Sở Tiểu Ngư mặt đều đen. Anh, làm người đi. Sau khi đoàn xe rời khỏi 10 vạn đại sơn, đám người Đỗ Lão Lục có người cục đặc chiến đến đón. Đoàn người Sở Trần đi tới sân bay. Sở Tiểu Ngư và Vương Tái Tiên trực tiếp bay từ sân bay kiểm địa đến đại lý. Vì muốn đảm bảo an toàn, Sở Trần chuẩn bị thêm mấy tấm bùa xua đuổi cho hai người. Tuy rằng chỉ là vấn đề xử lý tiểu đội mạo hiểm, nhưng Sở Trần cũng không hy vọng lại nghe thấy tin Sở Tiểu Ngư gặp chuyện không may. Tiểu Ngư nhi, Sở Trần tình ý sâu xa, lần này, cũng không nên tùy tiện liền diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Tống Nhan cũng nhịn không được trêu chọc, anh hùng Tiểu Ngư, nhưng đừng quên cô gái ở 10 vạn đại sơn. Gần mực thì đen, Sở Tiểu Ngư yên lặng xoay người, lên máy bay rời đi. Sở Trần và Tống Nhan thì lên máy bay trở về kinh thành. Trước khi máy bay cất cánh, Sở Trần liên lạc với Nam Cung Quân, bảo mấy vị sư phụ đến kinh thành một chuyến. Trên máy bay, Tống Nhan đang nhắm mắt dưỡng thần. Lần này ngồi không phải là chuyên cơ, Sở Trần đương nhiên cắt đứt tâm tư nắm chặt thời gian luyện công, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tống Nhan, trong lòng đang lên kế hoạch sắp xếp hành trình kế tiếp. Trở lại kinh thành, trước tiên đầu tư vào nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc Bắc Trần. Nếu không có gì bất ngờ, các sư phụ ngày mai có thể chạy tới kinh thành. Đến lúc đó Sở Trần sẽ chia một phần rượu hồng luyện hồn cho các sư phụ, còn có, để cho các sư phụ đi một chuyến, mang một ít rượu hồng luyện hồn đến đảo Vỏ Sò, cho ông ngoại cùng cha, đúng rồi, còn có Phong Ca. Chuẩn bị để cho Phong Ca trở về, cục đặc chiến cũng không thể thiếu sức chiến đấu này của hắn. Sở Trần âm thầm suy nghĩ, hơn nữa, Phong Ca thích giả vờ như vậy, hiện giờ loạn cục này, nếu như hắn không tham dự, trước người hiển thánh mà nói, hắn nhất định sẽ rất hối hận. Trong lòng Sở Trần, vẫn có Phong Ca. Trong vòng ngày mai, xử lý tốt những việc này, liền tranh thủ thời gian khởi hành, đi tới ngọn núi bên cạnh Cường La. Sở Trần trước khi lên máy bay, thử liên lạc với Giang Ánh Đào, nhưng đối phương đang ở trạng thái tắt máy. Lúc chấp hành nhiệm vụ tắt máy là rất bình thường, nhưng, Sở Trần cảm giác, mình vẫn phải mau chóng chạy tới. Thế giới đang theo dõi các sự kiện chim lạ. Đây là sự kiện lớn nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến thú dữ tấn công nhân loại. Màn đêm bao phủ bầu trời kinh thành, máy bay vững vàng đáp xuống đất. Hai vợ chồng Sở Trần vừa ra khỏi sân bay, đã nhìn thấy tài xế Sở Gia, một người trung niên tướng mạo không đẹp, lần trước Sở Trần về nhà, cũng là ông tới đón, chẳng qua, người trung niên này quá mức khiêm tốn, Sở Trần cơ hồ đều xem nhẹ sự tồn tại của ông. Nhưng lần này, Sở Trần ngược lại nghiêm túc đánh giá một chút, phát hiện người trung niên này, lại là võ đạo tông sư. Một võ đạo tông sư. Lại cam nguyện ở Sở Thị làm một tài xế bình thường. Từ trên người tài xế này, cũng có thể phản ánh một chút nội tình Sở Thị. Đến Bắc Trần trước đi, Sở Trần mở miệng, anh muốn tranh thủ thời gian nghiên cứu ra thuốc giải độc Bắc Trần, tuy rằng nội tâm đã có đại khái suy nghĩ, nhưng cần phải thực hiện xuống. Tòa nhà sơ hối, khi Sở Trần và Tống Nhan xuất hiện, các nhân viên của dược phẩm Bắc Trần nhao nhao đứng lên, Tống Tổng chào, Sở Tổng chào. Tất cả đều xuất phát từ sự cung kính. Niềm vui từ trái tim. Tống Nhan lại bất ngờ, sao lúc này, vẫn còn táng ca. Đẩy cửa văn phòng ra, Hạ Bác đau đầu, chỉ vào một chồng họ ớp đồng lón trên bàn. Bác Trần ỏ, kinh thành, cú, như vậy triệt để nổi tiếng. Hạ Bác bất đắc dĩ nói, đơn đặt hàng bay đầy trời, tuy rằng chúng tôi đã rất nghiêm khắc lựa chọn, nhưng còn có một đống người đủ điều kiện như vậy. Hiện tại sự nhiệt tình làm việc của nhân viên trong công ty cũng rất cao.
bọn họ đều tự nguyện ở lại tăng ca, đương nhiên, làm thêm giờ, chúng ta phải trả cho bọn họ. Con người Tống Nhan toát ra vui mừng, vất vả rồi, có điều, tiếp theo, chúng tôi có thể vất vả hơn. Tống Nhan nói, liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, Bắc Trần sắp nghiên cứu chế tạo một loại thuốc mới. Nghe vậy, Hạ Bắc lắp bắp kinh hãi, chợt quyết đoán lắc đầu, lấy Bắc Trần trước mắt mà nói, một Tống Nhan cao, cũng đủ để chúng ta tiêu hóa một thời gian rất dài, nếu như ra mắt thuốc mới, hiệu quả chưa chắc sẽ tốt, hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng đến việc quảng bá Tống Nhan cao. Sự thực quả thật là như thế. Sở Trần và Tống Nhan đều đã suy nghĩ qua vấn đề này. Lấy tình hình hiện tại của Bắc Trần mà xem, quả thật không cần phải ra mắt một loại thuốc mới nữa. Nhưng, đây là thuốc giải độc Bắc Trần. Không phải vì thành tích của Bắc Trần mà nghiên cứu chế tạo, mà là vì an toàn tính mạng của vô số dân chúng bình dân ở thế giới. Sở Trần nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc, là nhất định phải xác thực có được tác dụng giải độc. Đây là phương án tôi đã viết. Tống Nhan lấy ra một tài liệu, trên máy bay, cô chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một chút thôi. Phương án thuốc giải độc Bắc Trần này, chính là viết trên máy bay. Hạ Bắc nghi hoặc nhìn thoáng qua Tống Nhan, ánh mắt dừng lại trên tài liệu. Một lát sau, ánh mắt Hạ Bắc nóng rực, đóng tài liệu lại, sau đó đi ra khỏi văn phòng, rất nhanh, triệu tập quản lý nòng cốt của Bắc Trần đến phòng họp. Bắt đầu từ ngày mai, Bắc Trần sẽ có thêm một bộ phận mới. Hạ Bắc trấn thanh mở miệng, tòa nhà sơ hối chỉ có 8 tầng chỉ sợ đã không đủ, ngày mai tôi sẽ liên lạc với ông chủ đồng. Lại dành cho chúng ta 2 tầng nữa, Bắc Trần phải chuẩn bị một hạng mục mới, công ty dược phẩm Bắc Trần hoạt động nhanh chóng. Trong phòng làm việc, Tống Nhan nhìn về phía Sở Trần, Bắc Trần đã chuẩn bị xong, kế tiếp, phải xem anh. Sở Trần gật đầu, tầng 20 của tòa nhà sơ hối là phòng thí nghiệm nghiên cứu dược phẩm của Bắc Trần. Rất nhiều phân tích dữ liệu, nghiên cứu thuốc, v.v. đều do phòng thí nghiệm tổng kết ra. Tối nay, nơi này, Sở Trần tạm dùng. Một đêm nghiên cứu, không ngừng thử nghiệm, suy đoán nhiều lần, từng bước hỗn hợp, cuối cùng cũng hoàn thành việc chế tác thuốc giải độc đầu tiên trước khi bình minh. Hiệu quả cũng rất hài lòng. 9 giờ sáng, Hạ Bắc đi làm đúng giờ. Khi Sở Trần mang thuốc giải độc đến trước mặt Hạ Bắc trợn mắt há hốc mồm. Đêm qua vừa mới lập dự án, sáng sớm hôm nay Trần Ca đã xử lý xong thành phẩm. Vất vả cả đêm, cuối cùng cũng hoàn thành. Sở Trần thở dài một hơi, thật không dễ dàng. Anh gọi nó là không dễ dàng sao? Khóe miệng Hạ Bắc hung hăng giật giật, Bắc Trần cỏ được Trần Ca, quả thực tương đương với việc treo cổ. Sở Trần đưa một tờ giấy cho Hạ Bắc, số liệu chế tạo của thuốc giải độc Bắc Trần, kế tiếp, phải xem cậu. Sở Trần nói, tôi đề nghị, sau khi thành phẩm đầu tiên thuốc giải độc Bắc Trần đi ra, lập tức đưa đến kiểm địa 10 vạn Đại Sơn, miễn phí phát cho dân chúng 10 vạn Đại Sơn, coi như là quảng cáo đi. Tuy rằng nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc Bắc Trần một phần là vì bảo đảm an toàn cho dân chúng bình dân, nhưng sau khi thành phẩm đi ra, trong lòng Sở Trần có một loại dự cảm, thuốc giải độc Bắc Trần, có lẽ, cũng có thể nổi tiếng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Tống Nhan ra, thuận tiện khóa trái. Đêm nay, Sở Trần suốt đêm nghiên cứu thuốc giải độc Bắc Trần, Tống Nhan cũng ở cùng anh, đến gần trời sáng, Tống Nhan mới trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Bên trong phòng làm việc rộng rãi. Có một gian phòng nhỏ, bên trong bày một cái giường cùng một cái bàn, giống như thiết kế phòng làm việc Bạc Trần Thiền Thành. Lúc ở Thiền Thành, Tống Nhan bình thường buổi trưa không về nhà, sẽ ở trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Sở Trần vừa đẩy cửa phòng nhỏ đi vào, con người Tống Nhan liền nhẹ nhàng mở ra. Vất vả rồi, Tống Nhan chủ động ngồi dậy, để số Trần nằm xuống, em ấn cho anh một chút. Ấn vào, Sở Trần cảm giác thoải mái hưởng thụ thời gian như vậy không tốt lắm, vẫn là luyện công đi. Khiến anh bất ngờ chính là, quá trình luyện công lần này, Tống Nhan phá lệ chủ động, cho Sở Trần không ít cảm ngộ mới. Buổi chiều, Sở Trần và Tống Nhan rời khỏi Bắc Trần. Về một loạt chuyện tiếp theo của thuốc giải độc Bắc Trần, đều giao cho Hạ Bắc xử lý, bộ phận mới của Bắc Trần do Hạ Bắc toàn quyền quản lý, đối mặt với thách thức này, Hạ Bắc cũng hàng hái 10 phần. Đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, nhìn bóng dáng Sở Trần và Tống Nhan rời đi, Hạ Bắc theo bản năng nắm tay. Thuốc giải độc Bắc Trần, đối với Bắc Trần mà nói, là một phương hướng mới, đối với cá nhân hắn mà nói, cũng là một phần kỳ ngộ. Lấy thế cục trước mắt, thuốc giải độc Bắc Trần nếu như có thể kịp thời ứng vận mà xuất hiện, Tiêu Bắc, Bình chọn thập công tử Thiên Nam lần sau, cháu cho dù không phải đệ nhất công tử Thiên Nam, cũng tuyệt đối có thể lọt vào top 3. Hạ Ngôn cười nói, đứng đầu thập công tử Thiên Nam,
đây là vinh dự lớn lao đối với công tử nhà giàu sinh ra ở tỉnh Quảng Đông. Ai cũng khát vọng có thể đạt được vinh dự này, điều đó đại diện cho một loại công nhận. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tam thiếu gia đều được xem là phế vật không học vấn không nghề nghiệp, nhưng hôm nay, hắn có kỳ ngộ trở thành thập công tử Thiên Nam. Tất cả những điều này, đều là Sở Trần mang đến cho hắn. Hạ Bắc từng không chỉ một lần tự hỏi mình, nếu như ngày đó, bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Tam tiểu thư Tống gia, hắn không phải tâm huyết dâng trào, vừa vặn tham gia, hơn nữa còn vừa vặn gặp được Sở Trần ngồi bên cạnh hắn, còn thuận miệng hỏi hắn một vấn đề, vận mệnh của mình có thể giống như lúc trước hay không, tiếp đi xuống, nhưng từ ngày đó trở đi, cuộc sống của hắn, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cháu nhất định sẽ không làm Trần ca thất vọng. Hạ Bắc Phùng nắm đấm lên, mạnh mẽ cỏ lực, hắn tràn đầy ý chí chiến đấu sân bay kinh thành. Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau đến đón các sư phụ của anh. Ngay cả Liêu Thiên Trọng bị thương cũng đến. Sở Trần vào lúc này gọi cho bọn họ cùng nhau đến kinh thành, tuy rằng trong điện thoại không nói gì. Nhưng trong lòng bọn họ đều có chờ mong. Trần Trần, Nam Cung Quân từ xa nhìn thấy Sở Trần, khuôn mặt mỉm cười đi qua, lập tức nắm tay Tống Nhan, Nhan Nhan, càng ngày càng xinh đẹp. Tống Nhan có chút ngượng ngùng, trên đường trở về Sở gia, Sở Trần ngồi ở hàng ghế sau, bên trái là Ninh Lão Tiên, bên phải là Lý Hoa Thước. Người bảo chúng ta đến kinh thành, có chuyện gì tốt? Ninh Lão Tiên cùng đệ tử của mình đương nhiên không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người hiểu ta, sư phụ. Sở Trần mỉm cười nói, ta đến kiểm địa một chuyến, ở một thôn trang nhỏ chiếm được một ít rượu đỏ thật lâu, cho nên liền suy nghĩ, gọi các sư phụ đến đây, chúng ta cùng nhau uống mấy chén. Bên trong xe lập tức im lặng, ánh mắt Ninh Lão Tiên phảng phất muốn ăn thịt Sở Trần. Chỉ có vậy thôi, Ninh Lão Tiên tăng âm lượng, tỏ vẻ không tin. Sở Trần vươn ba ngón tay ra, đúng vậy. Ninh Lão Tiên có loại kích động muốn nhảy ra khỏi xe. Thỏ, phì phì trừng mắt nhìn Sở Trần, tiểu tử thúi, người biết rõ đời này lão phu si mê nhất chính là uống rượu, ghét nhất chính là rượu đỏ, người lại chuẩn bị rượu đỏ cho lão phu. Người có phải cảm thấy, hiện tại lão phu không dám đánh ngươi? Ninh Lão Tiên thiếu chút nữa muốn cởi thắt lưng của mình. Sư phụ, bình tĩnh, bình tĩnh. Sở Trần vội vàng nói, rượu đỏ ta chuẩn bị, có một đoạn lịch sử rất dài, không giống với rượu đỏ mà người từng thấy qua. Phi. Ninh Lão Tiên tức giận, không muốn để ý tới Sở Trần nữa. Thấy thế, Lý Hoa Thước mỉm cười, Lão Tiên, đây cũng là một lòng hiểu thuận của đồ nhi chúng ta cảm thấy rượu đỏ cũng có thể tiếp nhận, chủ yếu là tâm ý. Ninh Lão Tiên bĩu môi, lần này, ai tới nói cũng vô ích, Lão, Tử, tức, giận, rồi, rất nhanh, đại trạch Sở gia đã đến. Bối Huyền Thanh cũng tự mình đi ra, tiếp đãi các sư phụ của Sở Trần. Trong lúc chờ bữa tối, Sở Trần tự mình pha trà bách hoa tiên cho các sư phụ. Mấy vị sư phụ đều khen không dứt miệng, duy chỉ có Ninh Lão Tiên nghiêm mặt, tâm tình khó chịu. Hắn quá si mê rượu, không thể chịu đựng được sự kích thích này. Tống Nhan thấy thế, nhịn không được âm thầm chọc Sở Trần một cái. Sở Trần cố nén ý cười, trong lòng vui vẻ nở hoa, lúc này lại đào một cái hố cho Ninh Lão Tiên. Sư phụ, vui vẻ một chút, nói không chừng người sẽ rất thích rượu đỏ mà ta chuẩn bị cho mọi người. Ninh Lão Tiên, ha, bữa tối đã chuẩn bị xong, 9 vị sư phụ cộng thêm Sở Trần vừa vặn một bàn, Bối Huyền Thanh dẫn theo Tống Nhan đến lương đình bên hồ sen vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa ngắm tràng. Trần Trần, rượu đỏ ngươi chuẩn bị cho các sư phụ đâu? Nam Cung Quân rất chờ mong, với sự hiểu biết của cô đối với Sở Trần, Sở Trần lúc này gọi bọn họ tới mời uống rượu, đương nhiên không đơn giản. Dưới ánh mắt chờ mong của các sư phụ, Sở Trần cầm một bình rượu đỏ đi ra. Vở kịch phải được thực hiện đầy đủ, chén rượu đỏ Sở Trần đều chuẩn bị xong cho các sư phụ. Sư phụ, đây là rượu đỏ ta lấy được ở kiềm địa, mời các sư phụ thưởng thức. Sở Trần rót một lượng nhỏ rượu đỏ vào mỗi ly. Lần này, ngay cả Nam Cung Quân cũng nhìn không nổi nữa, liếc mắt nhìn Sở Trần, Trần Trần, từ khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy, một chút như vậy các sư phụ uống như thế nào. Sở Trần cười ha ha, cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Nâng chén lên. Các sư phụ, nào, uống một ngụm mọi người sẽ hiểu. 8 vị sư phụ đều nâng chén rượu lên, Ninh Lão Tiên nghiêm mặt, hắn có quật cường của mình. Khóe miệng Sở Trần nhếch lên. Trong 9 vị sư phụ, Ninh Lão Tiên đối với rượu là si mê nhất. Hắn tuyệt đối cũng sẽ là người thích rượu đỏ luyện hồn nhất. 8 vị sư phụ cơ hồ đồng thời ngửa đầu, uống rượu trong chén.
Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần không dám rót quá nhiều cho bọn họ đều là vô giả khí tức cảnh, chỉ là một chén rượu đương nhiên không để ở trong mắt, nếu Sở Trần rót đầy cho bọn họ cũng sẽ uống trong một ngầm. Leng keng, chén rượu trong tay Nam Cung Quân rơi xuống đất, một giây sau, Nam Cung Quân trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mấy người còn lại cũng hành động giống như vậy, một màn này khiến Ninh Lão Tiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt nghi hoặc nhìn tám người. Uống một ít rượu, không đến mức đó. Ninh Lão Tiên ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Trần. Sư phụ, người thật sự không thử sao? Sở Trần nháy mắt mấy cái. Lão Phu chưa bao giờ uống rượu đỏ. Ninh Lão Tiên còn đang quật cường. Rất nhanh, mấy vị sư phụ trước sau đứng lên, thần thái sáng láng, ánh mắt phát sáng, nhìn chằm chằm rượu còn sót lại trong bình rượu trong tay Sở Trần. Mọi người, cảm giác thế nào? Ninh Lão Tiên không khỏi hỏi. Thiên Tiêu Tồn giả thần sắc bình tĩnh, bình thường thôi. Nam Cung Quân lắc đầu, không tốt lắm. Lý Hoa Thước cũng thở dài một tiếng, ai, Trần Trần, rượu này, người lấy từ đâu ra? Các sư phụ vừa nói, vừa tiếp nhận bình rượu, rót rượu vào trong chén của mình. Ninh Lão Tiên càng nghe càng không thích hợp, lại nhìn hành động của mấy người, nhất thời lòng cảm giác không ôn. Không thể quản nhiều như vậy, Ninh Lão Tiên vội vàng cầm lấy chén rượu của mình, ngửa đầu uống hết. Một cảm giác cay cay cắt qua cổ họng, chảy xuống lồng ngực. Sau đó nổ tung, trong mắt Ninh Lão Tiên nhất thời mở to đến cực hạn. Sở Trần hãm hại ta, trong đầu trong nháy mắt toát ra suy nghĩ như vậy, đây là rượu đỏ gì? Ninh Lão Tiên khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh, mùi rượu luyện hồn bao trùm linh hồn. Một lát sau, Ninh Lão Tiên một lần nữa đứng lên, nhìn Sở Trần, sư phụ không thích uống rượu đỏ cũng không sao, trong nhà ta còn cất giữ không ít rượu ngon. Sở Trần nói, dù sao rượu đỏ luyện hồn này cũng không phải rất nhiều, vù. Một cái ghế ném tói Sở Trần. Ninh Lão Tiên tiện tay cầm lấy một cây chổi, xông về phía Sở Trần, hồn hển tiêu tử thúi, lại dám đùa giỡn sư phụ ngươi. Sở Trần gào khóc kêu to mà tránh né. Mọi người cười ha ha. Một phen đùa giỡn, bầu không khí náo liệt. Khuôn mặt mạch chủ Cửu Huyền toát ra tươi cười. Giờ khắc này, bọn họ có loại cảm giác Sở Trần trước khi xuống núi trỏ, lại. Bất luận Sở Trần ở con đường võ giả đi tới bước nào, ở trong lòng anh vĩnh viễn ghi nhớ, chín vị sư phụ, chính là người dẫn anh nhập môn. Ninh Lão Tiên sau khi tức giận một chút, trỏ, về ngồi xuống, nhìn thoáng qua rượu trong chén Liêu Thiên Trọng bên cạnh, ra tay cực nhanh, cầm lấy, chia cho mình hơn phân nửa, vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng uống nhiều rượu như vậy. Liêu Thiên Trọng, Sở Trần cười đi tới, chính thức giới thiệu với các vị sư phụ rượu đỏ luyện hồn. Ninh Lão Tiên đen mặt, ngươi nói rượu đỏ, là chỉ rượu luyện hồn màu đỏ. Sở Trần cười hắc hắc, ta không phải nói sao, đây không phải là rượu đỏ bình thường, sư phụ người lại không tin. Ninh Lão Tiên lại có kích động muốn đánh Sở Trần. Không ngờ ngay cả sư phụ cũng trêu chọc, tin tưởng các sư phụ cũng cảm nhận được, công hiệu của rượu luyện hồn, chính là tôi luyện linh hồn. Sở Trần lấy ra một vò rượu, đáng tiếc số lượng rượu không nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 10 vò. Ánh mắt các sư phụ mang theo khát vọng nhìn chằm chằm Sở Trần. Hơn 10 vò, cũng không ít rồi, bất luận như thế nào, cũng phải từ trong tay Sở Trần mang theo mấy vò trở về. Bọn họ đều rất rõ rượu luyện hồn đại diện cho cái gì. Đó là lối tắt dẫn đến thần giới cảnh biến. Có điều, rượu luyện hồn cũng không thể uống nhiều, cũng giống như bể luyện hồn. Sở Trần vẫn không đọc số chứng minh thư của Trạm Đông Sơn, nhưng các sư phụ đều rất rõ ràng. Ninh Lão Tiên gật đầu, ta biết. Lão đầu Trạm Đông Sơn kia không phải như vậy. Đề nghị của ta là, các sư phụ mang theo 10 vò rượu đỏ luyện hồn, trở lại đảo Vỏ Sò, có rượu đỏ luyện hồn cộng thêm linh khí của đảo Vỏ Sò, các sư phụ đột phá đến thần giới cảnh biến, chỉ trong vài ngày nữa. Lời nói của Sở Trần vừa dứt, mạch chủ Cửu Huyền đều nhao nhao gật đầu. Linh khí toàn cầu tô phục, thần biến cảnh, trở thành cảnh giới mấy tông phái đỉnh phong bọn họ chạy nước rút tranh đoạt. Có rượu đỏ luyện hồn. Bọn họ tự tin có thể bỏ xa Chiến Long Đảo, phái Bắc Đảo cùng với Đạt Ma Sơn một đoạn khoảng cách lớn. Đúng rồi, các sư phụ đến đảo Vỏ Sò, nhìn thấy Giang Khúc Phong, bảo hắn mau chóng đi ra, hiện tại cục đặc chiến chính là lúc cần nhân thủ, hắn cũng không thể ở đảo Vỏ Sò nghi phép. Sở Trần bổ sung, Lý Hoa Thước ngần ra, ý ngươi là người rất ít nói kia. Không phải hắn đã sớm rời khỏi đảo Vỏ Sò sao? Đúng rồi, điện thoại của hắn ta rơi trên đảo Vỏ Sò. Không mang nó ra ngoài. Sở Trần trợn mắt há hốc mồm. Phong ca ra ngoài rồi. Còn quên mang theo điện thoại, vậy Phong ca đâu?
Sở Trần bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, Phong Ca không phải là bị lạc ở vùng biển mênh mông chứ. Với thực lực của Giang Khúc Phong, Sở Trần cũng không lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng, một người lưu lạc ở hải vực, nhất định rất cô đơn đi. Sở Trần nghĩ thầm, chờ bữa tối này kết thúc, liền đi tìm Nhị Thúc một chuyến, để cho hắn nghĩ cách tìm Phong Ca. Vùng biển mênh mông dưới bóng đêm bao phủ, sóng dữ quét sạch, Giang Khúc Phong mặt đầy dâu, nằm sau lưng cá mập A Ngốc, đột nhiên hắt hơi một cái. Có phải là Sở Trần cuối cùng nhớ tới ta, Giang Khúc Phong lập tức ngồi dậy. Ngày này trôi qua, một lời khó nói hết. Giang Khúc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mình, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Hắn trở thành bá chủ vùng biển. Chỉ cần là nơi đội tuần tra của hắn đi ngang qua, không có sinh vật biển biến dị nào dám tới gần. Giang Khúc Phong cảm giác được, tối nay, tâm tình A Ngốc lại rất sung sướng, khẳng định lại phát hiện ra cái gì đó. Quả nhiên, A Ngốc bỗng nhiên tăng tốc độ, vọt về phía một hòn đảo, khi tiếp cận hải đảo, chợt xuất hiện một vòng xoáy. Sau khi A Ngốc dẫn theo Giang Khúc Phong tiến vào vòng xoáy, Giang Khúc Phong cảm giác hình ảnh trước mắt biến đổi, lúc lần nữa nổi lên mặt nước, đặt mình trên một đầm nước, bốn phương tám hướng là vách đá dựng đứng. Đây là nơi nào? Giang Khúc Phong hoài nghi mình đã đến bụng hải đảo vừa rồi. Bóng dáng Giang Khúc Phong nhảy lên bờ, vách đá bốn phía thẳng đứng, lại khắc ván tự. Chẳng qua, những ván tự này quá mức cổ xưa, Giang Khúc Phong căn bản nhìn không rõ. Giang Khúc Phong suy đoán, đây có lẽ là thứ mà cường giả thời đại cổ võ giả nào đó đi tới tần giới để lại. Nơi tương tự, trong khoảng thời gian này, A Ngốc dẫn theo Giang Khúc Phong đi dạo không ít, thu hoạch lớn nhỏ đều có. Có điều, cái chỗ này, Giang Khúc Phong ở lại một lát sau đó, rõ ràng cảm giác được không giống. Dù sao cũng không thể rời khỏi vùng biển, tạm thời ở lại đây đi. Giang Khúc Phong trong lòng đã có quyết định, rượu qua ba lần, nhóm mạch chủ Cửu Huyền tận tình hưởng dụng rượu đỏ luyện hồn sau đỏ, nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi. Sở Trần phát hiện, rượu đỏ luyện hồn không chỉ có thể tôi luyện luyện hồn, còn có thể làm cho cường giả khí tức cảnh đều uống say. Ninh lão tiên say khướt lôi tay Sở Trần, Trần Trần A, sư phụ đối với ngươi có tốt không? Sở Trần vội vàng trả lời tốt, rượu này, ngươi phải để lại cho sư phụ A. Mấy sư phụ khác của ngươi không cần phải giữ lại, bọn họ không hiểu rượu. Sở Trần yên lặng lấy điện thoại ra, ấn ghi âm. Ngươi không biết, Lý Hoa Thước kia, có một lần vì nghiên cứu một loại thảo dược, quẫn cảnh trồng chất A. Trần Trần, sư phụ nói cho ngươi biết một bí mật, sư phụ không chỉ biết luyện võ, còn có thể khiêu vũ. Trần Trần, ngươi xem dáng người sư phụ thế nào, tuy rằng tuổi tác lớn tuổi, nhưng còn dưỡng rất tốt. Sở Trần có chút không đành lòng. Chờ sư phụ tỉnh lại, nghe được bản ghi âm này, có thể hay không muốn xé anh. Vậy chờ sư phụ sắp đến đảo Vỏ Sò, lại gửi bản ghi âm cho hắn đi. Từ tình yêu của Đồ Nhi, sau khi dàn xếp xong các sư phụ, Sở Trần liên lạc với Sở Khai Bình. Sở Khai Bình vừa lúc trở về nhà, Sở Trần nhìn thấy Sở Khai Bình, đầu tiên là nói cho hắn biết chuyện về Giang Khúc Phong. Ta cũng vừa vặn muốn nhắc tới tình hình vùng biển với ngươi. Sở Khai Bình trầm giọng nói, có người dùng danh nghĩa của ngươi, ở hải vực cứu một chiếc du thuyền, lúc ấy chiếc tàu du lịch kia đang gặp phải công kích của cá voi sát thủ, lấy danh nghĩa của ta. Sở Trần ngây ngần cả người. Không sai, Sở Khai Bình nói, đối phương tuy rằng không có tự giới thiệu, nhưng mà, thuyền trưởng nói, nhất định chính là người thời gian trước ra tay cứu du thuyền, đó không phải là ngươi sao. Hoàn toàn bắt chước phong cách của ngươi để cứu bầy cá mập bao vây tàu, không để lại tên. Sở Trần suy nghĩ một chút, nhịn không được nói, không phải là Phong Ca chứ. Giang Khúc Phong, Sở Khai Bình cũng ngẩn ra, một lúc lâu sau, nhịn không được cảm thán, ngược lại không nghĩ tới, Giang Khúc Phong lại đạo đức cao như vậy, chính mình ra tay cứu người, lại cố ý khiến người ta lầm tưởng là ngươi. Thanh âm dừng lại, Sở Khai Bình sau đó nói, ta sẽ đi hỏi kỹ thuyền trưởng đặc điểm của đối phương, hơn nữa cho hắn xem ảnh chụp, nếu thật sự là Giang Khúc Phong mà nói, vậy xác định một điểm. Giang Khúc Phong không phải là bị lạc ở vùng biển, mà là tự nguyện gánh vác công tác canh giữ vùng biển, tinh thần lặng lẽ cống hiến như thế, đáng để mọi người đi học tập, ta sẽ ghi nhớ công lao của hắn. Sở Khai Bình không tiếc lời khen ngợi hành động của Giang Khúc Phong. Một ngày trước anh vừa mới cùng La Tân đàm luận vấn đề phòng ngự bờ biển, hơn nữa còn nhắc tới, mấy ngày gần đây, số lần quần thể sinh vật biển biến dị trùng kích bờ biển càng ngày càng ít, vốn nghĩ không ra là nguyên nhân gì, thì ra. Là có người cục đặc chiến, đang lặng lẽ cống hiến.
Sở Trần cũng cảm thán, thật không hồ là Phong ca. Một điều nữa, về sự kiện chim kỳ lạ ở Án Quốc. Sở Khai Bình mặt mỉm cười, ngay tối hôm nay, chúng ta cùng phía Án Quốc liên lạc, đạt được tiến bộ đột phá, có lẽ, ngươi không cần tự mình đi chuyến này, phía Án Quốc đã đồng ý tạm dừng đi tới núi Cường Lạp xua đuổi chim lạ, bọn họ đã tìm một chỗ, hơn nữa chuẩn bị xong, tập trung tiêu diệt chim lạ. Nghe vậy, Sở Trần không khỏi giật mình, lại còn có chuyện tốt này. Thái độ của Ản Quốc, đúng là đã xảy ra chuyển biến 180 độ. Sở Khai Bình nói, ta vốn mang theo thái độ bán tín bán nghi, thế nhưng, tổ điều tra trong lãnh thổ Ản Quốc truyền đến tin tức, bầy chim lạ quả thật đã dừng di chuyển, ở trên lãnh thổ Ản Quốc một mảnh rừng rậm không người bay lượn vòng quanh, có người rơi xuống đại thụ nghỉ ngơi. Đồng tử sỏ, Trần co rụt lại, tổ điều tra trong Ản Quốc. Cô đào bọn họ đến lãnh thổ Ản Quốc sao? Sở Khai Bình cảm thán, Giang Ánh Đào, Từ Đồ Tính, Tiêu Phong cùng Khâu Chí Quốc bốn người, ngay cả ta cũng không thể không khâm phục bọn họ, nhiệm vụ gian khổ như vậy không có đánh bại bọn họ, bốn người, trang bị nhẹ nhàng, xuyên qua núi Cường Lạp, tiến vào lãnh thổ Án Quốc, còn kịp thời truyền cho chúng ta không ít manh mối về sự kiện chim lạ. Sở Trần không khỏi sinh lòng kích động, Sở Khai Bình tuy rằng chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng trong đó gian hiểm khó khăn, có thể tưởng tượng được. Cô Đào cũng không nói với anh. Sở Trần còn tưởng rằng, Giang Ánh Đào bọn họ còn ở trong lãnh thổ Tổ quốc, căn bản không nghĩ tới, bốn người bọn họ lại, xâm nhập phía sau địch. Số lượng, thực lực của đàn chim lạ, mỗi ngày đều tăng lên. Sở Khai Bình nói, ngày hôm nay, tổ điều tra truyền lại cho chúng ta hình ảnh mấu chốt, Án Quốc trong quá trình xua đuổi chim lạ, có chim lạ bay trở về, Án Quốc lại có người ra tay, đánh chết chim lạ, không phải dựa vào vũ khí hiện đại, là chỉ dựa vào thực lực cá nhân. Điều này nói rõ, khả năng tiêu diệt đàn chim lạ của Ân Quốc, nhưng bọn họ lại tùy ý lại đế bầy chim lạ vẫn lớn mạnh, tạo thành thương vong rất lớn. Sở Khai Bình nói, chiều nay, chúng ta công khai video này, dư luận toàn cầu chĩa mũi nhọn vào Án Quốc, chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, Án Quốc đã lựa chọn thỏa hiệp, hơn nữa tuyên bố, tối nay bọn họ sẽ tiêu diệt bầy chim lạ. Sở Trần gật đầu, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, sự kiện bầy chim quái dị. Bốn ngòi Giang Ánh Đào tạo thành tổ điều tra, ghi nhớ công lao. Án Quốc có năng lực tiêu diệt bầy chim lạ, nhưng vẫn nhẫn nhịn, vì muốn bầy chim lạ u di chuyển về phía biên giới Hoa Hạ, bọn họ thật sự nguyện ý thỏa hiệp sao? Sở Trần nghi vấn, anh càng thêm lo lắng chính là sự an toàn của bọn Giang Ánh Đào. Cho dù họ có muốn hay không, bằng chứng trong tay chúng ta là đủ để chiếm một điểm cao của dư luận trong cộng đồng quốc tế. Bất luận Án Quốc muốn như thế nào, chúng ta đều sẽ mạnh mẽ ứng đối. Sở Khai Bình nói, bởi vì vấn đề thời gian, chúng ta không thể chờ bọn họ trở về mới phát hành video, có điều vì phòng ngừa ngộ nhỡ, ta đã phái người đi đón bốn người Giang Ánh Đào về nước, hiện tại bọn họ hẳn là đã trên đường trở về. Sở Trần thò, phào nhẹ nhõm, chỉ cần Giang Ánh Đào bọn họ bình an vô sự, Sở Trần không sợ Án Quốc đổi ý. Những ngày này, người ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, dành thời gian với gia đình đi. Sở Khai Bình cười mở miệng, sự kiện chim lạ truyền đến tin tức tốt, tai họa kiến biến dị kiềm địa được tiêu diệt, một tin tức tốt khiến Sở Khai Bình tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Án Quốc, một khu rừng rậm, bốn đạo thân ảnh tụ tập, người bạn đồng hành tới đón chúng ta sắp đến rồi. Từ Đồ Tính dựa lưng vào một gốc đại thụ, khuôn mặt toát ra ý cười, chị Đào, lần này, chúng ta không phụ kỳ vọng. Khuôn mặt Tiêu Phong cũng lộ ra tươi cười, ánh mắt nhìn Giang Ánh Đào cũng tràn ngập khâm phục. Càng tiếp xúc lâu, càng làm cho người ta phát hiện, dưới vẻ ngoài xinh đẹp mê người của cô, ẩn giấu một trái tim cường đại. Chuyến đi Ân Quốc, nhiệm vụ điều tra nặng nề. Thế nhưng, dưới sự chỉ huy của Giang Ánh Đào, bọn họ thuận lợi hoàn thành từng nhiệm vụ điều tra, hôm nay lại quay lén một đoạn video thể hiện dã tâm của Án Quốc. Bọn họ có thực lực tiêu diệt bầy chim lạ, lại cố ý đuổi bầy chim lạ hướng về biên giới Hoa Hạ. Dựa theo cách nói trước đó của Án Quốc, khu vực biên giới không có người, là nơi thích hợp nhất quyết chiến với bầy chim lạ, cũng thuận tiện vận dụng một vài vũ khí uy lực càng thêm cường đại, đồng thời, còn kêu gọi Hoa Hạ có thể cùng nhau ra tay, cùng nhau đối phó với bầy chim lạ, cùng nhau bảo vệ an ninh quốc tế. Một video đã làm lộ bộ mặt xấu xí của bọn họ trước cộng đồng quốc tế. Tất cả những điều này đều là một âm mưu có ý chủ và có mục đích chủ. Án Quốc bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyên bố xử lý đàn chim lạ tại chỗ. Điều này đối với nhiệm vụ điều tra của bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thành công to lớn. Tối nay, chính là lúc chiến thắng trở về.
Tôi luôn cảm thấy, sự kiện chim kỳ lạ vẫn còn ẩn âm mưu không thể nhìn thấy, nhưng khi video được công bố, sự tồn tại của chúng ta cũng bị bại lộ, vì vậy chúng ta phải rút lui kịp thời. Giang Ánh Đào thở dài một tiếng, nếu không, chúng ta còn có thể tiếp tục điều tra. Thế là đủ rồi, Tư Đồ Tĩnh nói, nếu hôm nay không công khai, với tốc độ di chuyển của đàn chim lạ, tối mai có thể xuất hiện trên núi Cường Lạp. Về mặt thời gian, chúng ta không có lựa chọn thứ hai. Không sai, tối nay ánh mắt toàn cầu đều rơi vào trên núi Trùy Hằng, chính phủ Án Quốc sẽ tiêu trừ đàn chim kỳ lạ trên núi Trùy Hằng, bọn họ nhất định phải cho cộng đồng quốc tế một lời giải thích. Trong lúc Tiêu Phong đang nói chuyện, xa xa trong đêm tối, có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới. Người đón chúng ta đến rồi. Ánh mắt Khâu Chí Quốc nhìn qua, thần sắc lướt qua hưng phấn. Chuyến đi Ấn Quốc, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 2 ngày, thế nhưng, mỗi một bước, đều cực kỳ hung hiểm, tùy thời có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. May mắn thay, họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, về nhà, dưới sự trợ giúp của tổ đột kích cục đặc chiến, sau khi Tiêu Phong phụ trách tiến lên thương lược, đoàn người lập tức ở trong rừng rậm lấy đường, hướng núi Cường Lạp, trở về. Núi Trùy Hằng dưới màn đêm quả thật ở chỗ này tụ tập không ít. Có những phóng viên từ Hiệp hội Quốc gia, mạo hiểm rất lớn, trực tiếp đánh vào cảnh các quan chức Án Quốc đêm nay tiêu diệt đàn chim lạ. Một ngôi làng cách núi Trùy Hằng khoảng 20 dặm, là nơi chỉ huy tạm thời của chính phủ Án Quốc. Tối nay, họ sẽ ở đây, ra hiệu lệnh. Hai nhiệm vụ, đầu tiên, tiêu diệt đàn chim lạ. Thứ hai, phong tỏa biên giới, tìm ra người điều tra Hoa Hạ quay lén video, giết chết tại chỗ. Trong phòng hội nghị sáng đèn, trước bàn tròn, gần 10 người ngồi vây quanh. Bọn họ đến từ tổ chức võ giả trực thuộc chính phủ Án Quốc, nhóm Phạm Thiên. Ý nghĩa của nhóm Phạm Thiên ở Án Quốc, tương đương với cục đặc chiến của Hoa Hạ. Sự kiện bầy chim lạ từ khi vừa phát sinh đã do nhóm Phạm Thiên tiếp quản, bọn họ cũng vẫn tuân theo một mệnh lệnh, nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của mình, một đường xua đuổi bầy chim lạ về phía núi Cường Lạp, mắt thấy, chỉ thiếu một ngày, có thể đuổi bầy chim lạ tới biên giới Hoa Hạ. Nhưng đúng lúc này, một video xuất hiện, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Bọn họ không có cách nào coi trời bằng vung tiếp tục xua đuổi bầy chim lạ đến biên giới Hoa Hạ. Các phương án khẩn cấp đã được đưa ra nhanh chóng, tập trung đàn chim kỳ lạ ở núi Trùy Hằng. Trước hết nói về nhiệm vụ đầu tiên, kế hoạch diệt chim tối nay. Người đàn ông trung niên phụ trách sự kiện này, là một trong những người dẫn đầu nhóm Phạm Thiên, Saraman. Giờ này khắc này, thần sắc Saraman có vẻ âm trầm. Thất thố phát triển đến nay, kế hoạch có thể nói là thất bại, hắn thân là tổng phụ trách toàn bộ kế hoạch, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Theo thống kê, số lượng chim lạ tụ tập trên núi Trùy Hằng ngày nay đã gần 30.000. Người đàn ông ngồi bên cạnh Saraman, là cấp phó của anh ta, Okado. Trong tay Okado cầm một phần số liệu, lấy lực lượng đại Phạm Thiên bố trí ở gần núi Trùy Hằng. Thực lực bản thân võ giả phối hợp với vũ khí hiện đại công kích, tôi dự đoán, trong vòng 1 giờ, có thể chấm dứt chiến đấu. Okado, đừng coi thường những con chim kỳ lạ này. Một người khác ngồi đối diện bàn tròn, ca sầm, giờ phút này thần sắc nghiêm túc, trong tay ta cũng có một phần số liệu, gen cơ thể của đám chim lạ này mỗi ngày đều tảng lên, trong chúng thậm chí có một phần, đã là đạn súng bình thường cũng không thể thương tổn được, nhất định phải có võ giả tiên thiên trở lên của đại Phạm Thiên ra tay mới có thể giải quyết. Ta biết, nhưng những thứ này, dù sao cũng là số ít. Okado không quan tâm, ca sầm nhíu mày, trầm giọng nói, đề nghị của ta là, thừa dịp trước khi hành động bắt đầu, xin trợ giúp, phòng ngừa ngộ nhỡ, đồng thời, còn có thể thỉnh cầu minh hữu của chúng ta ra tay. Trợ giúp không cần thiết. Saraman lắc đầu, hành động còn chưa bắt đầu thỉnh cầu trợ giúp, điều này khiến hắn có chút mất mặt, về phần minh hữu của chúng ta, tầm mắt Saraman nhẹ nhàng nheo lại. Mục tiêu của bọn họ vĩnh viễn là cục đặc chiến của Hoa Hạ, cho nên, sau khi điều tra viên Hoa Hạ bại lộ, bọn họ đã chạy tới biên giới gần trước, bọn họ sẽ tự mình ra tay, chặt đứt con đường về nước của điều tra viên Hoa Hạ. Nghe vậy, Okado nở nụ cười, cả một nhóm thành viên cục đặc chiến ra tay, thực lực 20 người bọn họ, đều có thế so với võ đạo tông sư trong võ giả đi, người mạnh nhất, còn đủ để sánh ngang với khí tức cảnh. Mễ Quốc là một thành viên đặc chiến. Mỗi một người đều là bảo bối của cục hỏa thần, lúc này đây trực tiếp phái 20 người tới, điều tra viên Hoa Hạ kia thật sự xui xẻo. Cho nên, nhiệm vụ thứ hai của chúng ta tối nay, kỳ thật chỉ cần đơn giản trợ giúp cục hỏa thần một chút là được. Saraman thản nhiên nói, điều tra viên Hoa Hạ phá hủy kế hoạch của chúng ta,
chúng ta để cho hắn vĩnh viễn ở lại trong lãnh thổ Án Quốc. Thời gian cũng đến rồi, mỗi người đều chuẩn bị, một giờ sau, phát động đợt tập kích đầu tiên, bắn phá núi Trùy Hằng. Saruman nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn. Biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Quốc là những ngọn núi hùng hậu và nguy nga. Trong đó có vô số chiến sĩ dùng máu tươi tưới nước một ngọn núi, núi Cường Lạp, vượt qua biên giới hai nước. Trong đêm tối, đoàn người Giang Ánh Đào đã tiếp cận phía bên kia núi Cường Lạp. Dừng một chút, bỗng nhiên, Giang Ánh Đào mở miệng, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Giang Ánh Đào. Chú ý ẩn nấp, Giang Ánh Đào hạ thấp thanh âm, nhìn ra xa xa, ngọn núi rừng rậm đen kịt, im hơi lặng tiếng, bóng tối bao phủ. Phía trước có trinh sát Án Quốc, con đường này không qua được. Giang Ánh Đào hạ thấp thanh âm, đám người Tiêu Phong đối với phán đoán của Giang Ánh Đào tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Đi đường vòng, cục diện trước mắt này, cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Bọn họ vạch trần âm mưu của đối phương không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng rút lui. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, nhóm Phạm Thiên đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Tư Đồ Tĩnh khinh thường, cô chưa bao giờ để nhóm Phạm Thiên Án Quốc ở trong mắt, không chỉ có cá nhân cô, toàn bộ thành viên cục đặc chiến Hoa Hạ, trong lòng đều có một cỗ tự tin mạnh hơn bộ phận đặc chiến. Con đường này không thông, tiếp tục đi đường vòng. Đường vòng, nửa tiếng trôi qua, bọn họ vẫn không có cách nào đế vào núi Cường Lạp. Tiêu Phong nhíu mày một chút, cười lạnh, xem ra lần này, nhóm Phạm Thiên là bắt buộc giữ chúng ta lại. Nếu như không có cách nào im hơi lặng tiếng lẻn vào núi Cường Lạp, như vậy, bọn họ chỉ còn lại có một lựa chọn, chính là xông vào. Thân là tổ trưởng tổ đột kích, đến lúc này, Tiêu Phong đương nhiên quyết đoán gánh vác trách nhiệm. Một khi thành công đột nhập vào núi Cường Lạp, hai người trước tiên rời đi, nhiệm vụ của tổ điều tra đã hoàn thành, kẻ địch phía sau, tổ đột kích đến ngăn cản. Tiêu Phong trầm giọng mỏ, miệng. Tiếp theo, tìm một bước đột phá thích hợp. Đôi mắt Khâu Chí Quốc lộ ra chiến ý nồng đậm, đồng thời cũng bắt đầu kiểm tra trang bị của mình, vượt biên chấp hành nhiệm vụ, trang bị của bọn họ rất đơn giản, nhưng có đôi khi, một thanh đao nhỏ không chút bắt mắt, ở thời điểm mấu chốt, cũng có thể phát huy tác dụng quan trọng. Thần sắc Giang Ánh Đào toát ra vẻ nghi hoặc, bọn họ một đường lén đi, có gì đó không ổn. Giang Ánh Đào đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, hai ngày nay, chúng ta biết nhóm Phạm Thiên bố trí lực lượng đối với sự kiện chim lạ. Bọn họ nếu đêm nay muốn toàn lực trùng kích bầy chim lạ mà nói, căn bản không phân ra thực lực rất mạnh để ngăn cản chúng ta. Vừa rồi tôi cũng chú ý tới, xuất hiện điều tra binh thực lực rất bình thường, cho tới bây giờ, ngay cả một người nhóm Phạm Thiên cũng không có nhìn thấy. Tư Đồ Tĩnh cũng giật mình, với tính của nhóm Phạm Thiên, làm sao có thể dễ dàng để cho chúng ta phá vòng vây như vậy. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, bọn họ tin tưởng vững chắc việc này. Tôi có một đề nghị. Dưới ánh tráng đôi mắt đào của Giang Ánh Đào có vẻ cực kỳ đẹp, thay vì mù quáng phá vòng vây như vậy, chi bằng, chúng ta đi ngược lại, rút về gần núi Trùy Hằng, thuận tiện xem một vở kịch diệt chim. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cục diện trước mắt này, ở lại Án Quốc thêm một giây, đều thêm một phần nguy hiểm, Giang Ánh Đào lại còn muốn dẫn đội quay lại. Nói không chừng còn có thể có thu hoạch bất ngờ, cảm giác này trong đáy lòng Giang Ánh Đào càng ngày càng mãnh liệt. Chủ yếu vẫn là... Cảnh tượng trước mắt cho Giang Ánh Đào cảm giác cực kỳ quỷ dị, cô nhất định phải suy nghĩ về an toàn tính mạng của đội viên của mình. Rất nhanh, đội ngũ cục đặc chiến vốn muốn đột phá biên tuyến tối nay, hướng phía sau quay trở về. Núi Cường Lạp, một chỗ điểm cao, một thanh niên da trắng nhìn qua trẻ tuổi cường tráng, trong tay cầm một thanh chùy thủ sắc bén, quang mang sắc bén lắc lư dưới ánh trăng. Người xuất sắc đến từ bộ phận đặc chiến của Mễ Quốc Cục Hỏa Thần. Davis bày tỏ sự cực kỳ mong chờ hành động tối nay. Điều tra viên của Hoa Hạ hẳn là sắp tới rồi. Núi Trùy Hằng, chuẩn xác mà nói, là một dãy núi, những ngọn núi trải dài không ngừng nối liền với nhau, mỗi một ngọn núi đều hiện ra hình nón, cho nên gọi là núi Trùy Hằng. Ngọn núi nguy nga, hơn 2-3 vạn đàn chim lạ tiến vào núi Trùy Hằng, cũng giống như đá chìm đáy biển. Nếu không phải trên không trung có chim lạ dày đặc dang rộng hai tay bay lượn, xoay quanh bầu trời núi Trùy Hằng. Trong đêm tối, căn bản nhìn không ra, trên núi Trùy Hằng hiện giờ còn cất giấu một đàn chim lạ khổng lồ nguy hiểm như vậy. Một giờ trôi qua, thành viên Đại Phạm Thiên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Saruman đích thân dẫn đầu đội đến. Vô số ánh mắt tập trung. Trên núi Trùy Hằng, có hơn 20 cái miếu thờ, trong đó có lịch sử lâu đời nhất, đã vượt qua 500 năm lịch sử. Akadu trầm giọng mở miệng, tuy rằng mọi người trong miếu đã rút về trước, thế nhưng...
vừa rồi 27 cao táng các tòa miếu liên danh mà đến, nói trong núi có Phật, không có khả năng pháo kích núi Hằng Sơn, đó là không tôn trọng Phật. Ấn Quốc là quốc gia của Phật, có điều, Salaman, cũng không phải là một tín đồ Phật giáo sùng đạo. Hơn 2 vạn chim lạ, giết từng con, phải giết đến khi nào? Salaman lạnh lùng nói, nếu tùy tiện một ngọn núi liền cỏ Phật, vậy Phật thế gian, cũng không khỏi quá mức rẻ tiền, thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Núi Trùy Hằng cũng không phải ngọn núi quá mức nổi tiếng ở Ấn Quốc, Akoda sớm đã đoán được câu trả lời của Salaman, lúc này trầm giọng mở miệng, 20 khẩu đại pháo đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là có thể nổ súng. Được, Salaman vung tay lên, 10 phút sau, nổ súng, diệt đám súc sinh này. Vài phút sau, một giọng nói khác vội vã đến. Không hay rồi, người tới là Ca Sầm, 27 miếu thờ, 47 cao tảng, sau khi biết chúng ta kiên trì muốn pháo kích núi Trùy Hằng, bọn họ tiến vào núi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Salaman không khỏi trầm xuống, tức giận mắng, đồ khốn kiếp, vì sao không ngăn cản bọn họ. Tốc độ tiến vào núi của bọn họ rất nhanh, hô to một tiếng ở cùng Phật, liền xông vào, chúng tôi cán bản không kịp ngăn cản. Ca Sầm bất lực, bây giờ làm sao? 20 khẩu đại pháo này, tôi e phải rút lui. Chết tiệt, Saraman chửi hét, không có lực uy hiếp của 20 khẩu đại pháo này, chỉ dựa vào nhân lực của nhóm Phạm Thiên, muốn chém giết nhiều chim lạ như vậy, độ khó thật sự quá lớn. Khuôn mặt của Salaman âm trầm, tâm tình hôm nay vốn không tốt lắm, hiện tại lại còn xuất hiện loại chuyện bát ngò, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Tình huống ở biên giới thế nào? Salaman hỏi, điều tra viên của Hoa Hạ có xuất hiện không? Không có động tĩnh, Ca Sầm lắc đầu, bọn họ giống như, chưa từng xuất hiện. Ta không tin bọn họ biết bay lên trời chui xuống đất, không có động tĩnh, đại diệt, bọn họ còn không dám cứng rắn xông qua. Salaman nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán bạo phát. Cho tới bây giờ, chưa có tin tốt. Một bên, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, Salaman tướng quân, thoạt nhìn thần sắc không tốt lắm a. Nghe vậy, Salaman ngẩng đầu nhìn qua, dưới bóng đêm, một ngòi đàn ông da trắng tóc vàng ngồi trên thân cây, khuôn mặt nhìn qua giống như được cắt gọt, sống mũi cao thẳng, hai mắt có loại khí chất gần như quỷ dị. Salaman biết thân phận của người này, một tổ trưởng cấp S của tổ đặc chiến cục hỏa thần, Sevsky. Sevsky vốn là một người luyện võ cực kỳ cường đại, sau đó gia nhập cục hỏa thần, trở thành một thành viên của tổ đặc chiến di truyền, thân thể cường đại hơn nữa sau khi biến đổi gen. Thực lực tăng vọt. Salaman chính là một võ giả võ đạo tông sư đỉnh phong, nhưng hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của Sevsky, điều đó đại diện cho thực lực của Sevsky đã đủ để sánh ngang với võ giả khí thức cảnh. Hệ thống tình báo điều tra của nhóm Phạm Thiên thật sự khiến người ta thất vọng. Sevsky lắc đầu, có phải điều tra viên Hoa Hạ không chủ động lộ diện hay không, các người vĩnh viễn không có cách nào tìm ra bọn họ. Khuôn mặt Salaman lạnh như băng trầm thấp. Hắn kiêng kỵ thân phận cùng thực lực của Sevsky, đối với lời nói của hắn, không dám phản bác. Một lát sau, Salaman hít sâu một hơi, chờ sau khi bầy chim lạ được diệt trừ, cho dù đào 3 thước đất, ta cũng sẽ tìm ra bọn họ. Salaman nhìn núi Trùy Hằng ở xa xa. Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của Sevsky, Salaman tướng quân, không nghĩ nên, các võ tàng ở núi Trùy Hằng dũng mãnh như thế, đối mặt với mấy vạn chim lạ, bọn họ hồn nhiên không sợ hãi. Dứt khoát tiến vào núi, xung phong đi đầu, cùng bầy chim lạ đánh giết, đáng tiếc, cuối cùng đều oanh liệt hy sinh. Nghe vậy, đôi mắt Salaman mở to vài phần, hắn nghe hiểu lời Sevsky nói. Nếu 47 cao táng vào núi đã hy sinh anh dũng, bọn họ có thể không cố kỵ mà nổ súng. Tiêu diệt bầy chim lạ, đồng thời cũng báo thù cho các cao tăng của núi Trùy Hằng. Ánh mắt Salaman hướng về phía núi Trùy Hằng, ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Một bên. Ca Sầm không khỏi kinh hô một tiếng, Salama tướng quân, không thể, đợi tiêu diệt đàn chim lạ, trên núi Trùy Hằng, sẽ lập một tòa thánh miếu, cung phụng các thánh táng vì chiến đấu mà chết. Salaman vung tay lên, khiến Ca Sầm không cần phải mở miệng nữa. Tất cả vì đại cục, khuôn mặt Sevsky toát ra nụ cười, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Vừa dứt lời, bóng dáng Sevsky thoáng cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Dưới màn đêm. Thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của những con chim lạ. Ở dưới chân núi Trùy Hằng một chỗ trống trải, tụ tập các cao táng của 27 ngôi miếu trên núi Trùy Hằng, bọn họ đang lo lắng chờ đợi kết quả đàm phán. Dựa vào cái gì mà một đường xua đuổi bầy chim lạ, cuối cùng lựa chọn tiêu diệt ở núi Trùy Hằng. Trong núi có Phật,
không thể nổ pháo. Ta tin tưởng Salaman tướng quân, hắn nhất định sẽ cẩn thận suy nghĩ. Am, lúc này, một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng của một con thú trong đêm tối giống giận, trong khoảnh khắc, chấn thiên động địa. Không ít người dưới chân lắc lư một trận, khuôn mặt trực tiếp thay đổi rất nhiều. Oanh 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 oanh, thanh âm hỏa lực dày đặc chấn thiên động địa. Các tăng nhân của 27 miếu đều ngẩng đầu lên, trên núi Trùy Hằng, kèm theo tiếng nổ mạnh, ngọn lửa cũng theo đó mà bốc cháy. Không, sao có thể như vậy? Bọn họ tại sao có thế như vậy? Dưới thanh âm pháo kích kịch liệt, không ai có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của những tăng nhân này nữa. 27 cao nhân các tòa miếu ánh mắt toát ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cuối cùng, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, tụng kinh tiễn biệt 47 cao tăng anh dũng đi. Thanh âm oanh tạc vang vọng không ngừng, trên núi Trùy Hằng, tiếng thét chói tai của chim lạ xé nát trời đất, rất nhanh, bầy chim lạ dày đặc phóng lên trời, một bộ phận chim lạ tránh thoát đạn pháo oanh kích, mở ra đôi cánh thật lớn, tốc độ như điện, vọt về phía nhóm Phạm Thiên, bầy chim lạ phản công sau khi bị pháo kích. Hỏa lực liên tục, đốt cháy toàn bộ núi Trùy Hằng, liếc mắt nhìn lại, vô số chim lạ phát ra tiếng kêu chói tai, bay lên, vô cùng hung tàn, trên cánh thậm chí còn dính vào ngọn lửa, dưới sự kích thích thiêu đốt đau đớn của ngọn lửa, phát ra tiếng kêu rên, xông về phía nhóm Phạm Thiên. Bọn chúng cũng hoàn toàn bị chọc giận. Phản kích, trọng tâm của thế giới đều nằm trong trận chiến tiêu diệt chim lạ này. Nhóm Phạm Thiên đã sớm nghiêm trận chờ đợi, trong tay bọn họ có vũ khí hiện đại, cũng có trường đao sắc bén, đối với một vài cường giả mà nói, trường đao trong tay có thể phát huy ra uy lực so với súng ống đạn pháo còn cường đại hơn, nhất là khi bầy chim lạ đến gần, thời khắc đánh tay không gần người. Salaman quyết đoán hạ lệnh, giết. Nhóm Phạm Thiên xuất động, đôi mắt của không ít người toát ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Bất luận là nhóm Phạm Thiên Tổ Ân Quốc, hoặc là Cục Đặc Chiến Hoa Hạ, đều thuộc về bộ phận cường đại ẩn nấp của chính phủ. Bình thường, dân chúng bình thường căn bản không biết sự tồn tại của bọn họ, đối với sức chiến đấu của bọn họ càng thêm không biết. Bắt đầu từ đêm nay, cả thế giới đều phải vì thực lực của nhóm Phạm Thiên mà cảm thấy kinh hãi. Oanh oanh oanh, đạn pháo cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục pháo kích núi Trùy Hằng. Gần núi Trùy Hằng, có không ít khí tức ẩn giấu, Salaman cũng biết, có điều, cũng không để ý tới. Loại thời khắc thu hút sự chú ý của thế giới này, có thám tử các quốc gia, võ giả quốc gia vân vân một số người tới gần, rất bình thường. Salaman đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái, một lát sau, thanh âm trầm thấp âm thầm phân phó một mệnh lệnh, chú ý nhân vật xuất hiện xung quanh, nếu có nghi ngờ là điều tra viên Hoa Hạ xuất hiện, lập tức báo cáo với ta. Điều tra viên Hoa Hạ chậm chạp không xuất hiện ở biên giới, Salaman giờ phút này đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, điều tra viên Hoa Hạ cán bản còn chưa rời đi. Có lẽ lúc này, ngay gần núi Trùy Hằng, nhất định phải bắt bọn họ tới. Salaman vừa nghĩ đến sự khinh bỉ vừa rồi của Sevsky, trong lòng liền hận đến cắn răng. Trận chiến tối nay, hắn là tổng chỉ huy, nhất định phải hướng thế nhân bày ra thực lực cường đại của nhóm Phạm Thiên. Salaman quả thật không đoán sai, điều tra viên Hoa Hạ, thật sự đã tới gần núi Trùy Hằng, hơn nữa còn là trước khi Sevsky xuất hiện. Tổng chỉ huy nhóm Phạm Thiên tối nay, Salaman, quả thực không hề có nhân tính. Tư Đồ Tĩnh nhíu mày, vị trí của bọn họ rất xa. Dùng kính nhìn cụ thể nhìn chăm chú hành động của Salaman. Vừa rồi khi Sevsky xuất hiện, bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ là, không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Nhưng ý tứ đại khái, bọn họ cũng có thể đoán ra. Sau lưng nhỏm Phạm Thiên, lại còn có bóng dáng cục hỏa thần. Giang Ánh Đào hiểu được, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cục hỏa thần oai phong toàn cầu, nhưng bọn họ chỉ có vài lần thất bại, là do Cục Đặc Chiến Hoa Hạ ban tặng, có thể nói. Cục hỏa thần Cục Đặc Chiến là kẻ thù không đợi trời chung. Khó trách nhóm Phạm Thiên tối nay đều bố trí nhiều lực lượng như vậy ở gần Trùy Hằng, thì ra là có Cục hỏa thần trợ giúp. Giang Ánh Đào nói, nếu như chúng ta vừa mới tùy tiện xông vào núi Cường Lạp mà nói, đối mặt với kẻ địch, nhất định là người đến từ Cục hỏa thần. Tôi hiện tại thậm chí hoài nghi, đằng sau sự kiện chim lạ, chính là Cục hỏa thần đang thúc đẩy, nếu không, nhóm Phạm Thiên chưa chắc có can đảm này. Không kiêng nể gì khiêu chiến Cục Đặc Chiến như thế. Người vừa xuất hiện, tôi đã thấy qua tư liệu của hắn. Thần sắc Tiêu Phong nghiêm trọng, trầm giọng nói, Sevsky, tổ trưởng cấp S của Tố Đặc Chiến di truyền Cục Hỏa Thần, thực lực của người này rất cường đại, địa vị của hắn ở Cục Hỏa Thần, ít nhất tương đương với Sở Môn Tam Kiệt của Cục Đặc Chiến. Thần sắc của những người còn lại cũng nghiêm trọng lên. Sở Môn Tam Kiệt,
điều đó đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Thiên Võng Điện trong cuộc đặc chiến. Điều này cũng có nghĩa là, cuộc hỏa thần lần này, bụng dạ khó lường, phái cường giả cấp bậc này tới nơi này, chỉ sợ không chỉ là vì chặn giết đám điều tra viện bọn họ đơn giản như vậy. Tôi lập tức báo cáo tin tức nơi này cho sở cục. Giang Ánh Đào quyết đoán mở miệng. Sự xuất hiện của Sevsky, đại diện cho thực lực không còn là cấp bậc như bọn họ có thể chống lại. Kinh thành dưới màn đêm, không chỉ có cao tầng cục đặc chiến, đang chú ý trận chiến diệt chim này, thậm chí còn cỏ dân chúng bình thường, đang thông qua một vài nền tảng phát sóng trực tiếp, xa xa có thể nhìn thấy một vài hình ảnh. Tin tức núi Trùy Hằng tiêu diệt chim lạ đã sớm truyền khắp thế giới. Nhiều người đang theo dõi, tìm cách để xem hình ảnh hiện tại. Ba chữ núi Trùy Hằng thậm chí còn lên vị trí hot search cực cao, đè nén nhiệt độ của một ngôi sao nào đó sắp mở live show. Môn đình sở thị, sở trần trong giấc ngủ bị sở Khai Bình gọi dậy. May mắn vừa rồi đã luyện xong công. Sở trần đi vào lương đình, trên màn hình laptop trước mặt sở Khai Bình xuất hiện cảnh pháo kích núi Trùy Hằng. Tình cảnh còn khá lớn. Sở trần nói, nhị thúc, có phải là có tình huống gì hay không? Cô đào bọn họ về chưa? Biên giới bị phong tỏa. Nghi ngờ là tổ đặc chiến cục hỏa thần xuất hiện, Giang Ánh Đào bọn họ buộc phải rút lui, bọn họ lại quay lại núi Trùy Hằng. Sở Khai Bình thần sắc nghiêm trọng, đồng tử sỏ, trần co rụt, cục hỏa thần. Lai lịch thế nào? Sở Khai Bình mở ra một tấm ảnh, chính là Sevsky. Ngoài ra còn có một giới thiệu cá nhân về Sevsky. Sở Trần đại khái nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ, chợt hỏi, thực lực của bọn họ, rất mạnh. Cấp bậc tổ trưởng gen đặc chiến cơ hồ tương đương với một trong mấy nhân vật cường đại nhất cục hỏa thần. Sở Khai Bình nói, thực lực của hắn, nếu như lấy cảnh giới võ giả để cân nhắc, đó chính là khí thức cảnh. Thần sắc Sở Trần thay đổi, cũng không phải là anh kiêng kỵ là Sevsky khí thức cảnh, mà là, dùng thực lực của đám người Giang Ánh Đào, đối mặt với khí thức cảnh, tuyệt đối là cục diện cửu tử nhất sinh. Nếu không có gì bất ngờ, trên tuyến biên giới quốc gia, chính là tố đặc chiến gen của cục hỏa thần đang canh giữ, chờ điều tra viên của chúng ta chiến thắng trở về nước. Sở Khai Bình nhìn Sở Trần, may mắn Giang Ánh Đào quyết đoán rút lui, nhưng mà, bọn họ hiện tại, tùy thời sẽ có nguy cơ bại lộ. Ta hiểu rồi, Sở Trần đứng lên, nhị thúc, sắp xếp một chút đi, ta lập tức xuất phát. Lại một lần nữa hỏa tốc gấp rút tiếp viện rồi. Đồng thời, Sở Trần cũng có thể cảm nhận được đầy đủ tình thế khẩn trương hiện nay. Toàn bộ cục đặc chiến thật sự không có một người nhàn roi. Mỗi người, gánh vác sứ mệnh. Trước khi đi ngủ, vốn tưởng rằng sự kiện chim lạ bên kia sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, không thể tưởng được, cục hỏa thần xuất hiện, lại làm cho thế cục khẩn trương lên. Trong rừng rậm đêm khuya, điện thoại di động của Giang Ánh Đào rung lên một chút. Sở Trần gửi tin nhắn, bảo vệ bản thôn, tôi lập tức đến. Khuôn mặt Giang Ánh Đào toát ra nụ cười, một nỗi lòng lo lắng, cũng bởi vì những từ này buông lỏng xuống. Đồng thời, Giang Ánh Đào cũng nói cho những người còn lại tin tức tốt này, sở đội sắp tới rồi. Thật sao, ánh mắt Tiêu Phong sáng lên. Trong mắt Tiêu Phong, sở đội là thần thoại bất khả chiến bại. Hiện giờ tiểu đội bọn họ đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có, tùy thời có thể gặp phải cục hỏa thần sàn giết, thế nhưng, nếu như là sở đội chạy tới, bọn họ liền có hy vọng về nhà. Tư Đồ Tính cũng mừng rỡ, vậy thật tốt quá. Khâu Chí Quốc cũng đến từ tổ đột kích tổ 9, lúc này tinh thần phấn chấn. Mà đội ngũ cục đặc chiến đêm nay, đội trưởng Hà Hiểu Xuân, giờ phút này thần sắc giật mình, nhịn không được hỏi, mọi người nói sở đội, là ai? Tiền bối điếu giả đến từ Thiên Võng Điện, khuôn mặt Tiêu Phong mỉm cười, anh hẳn là đã nghe nói qua hành động cấm địa của Thiền Thành đi, hành động cấm địa, chính là do tiền bối điếu giả một tay bố trí, tự mình chỉ huy, quét ngang ba đại lính đánh thuê. Còn nữa, đối mặt với Nam Mỹ và rất nhiều cao thủ quyền vương khiêu chiến, một mình tiền bối điếu giả, lực áp chế quần hùng, nghiền ép trở về, còn có ánh mắt Tiêu Phong nóng bỏng, nhanh chóng nói ra thời khắc cao chót phút về Sở Trần. Cuối cùng, khi Tiêu Phong nói ra tên Sở Trần, hơn nữa còn nói cho hắn biết, Sở Trần chỉ mới 23 tuổi, Hà Hiểu Xuân hoàn toàn chấn động. 23 tuổi, đã là một đoạn truyền kỳ, hắn cả đời này, cũng không khỏi quá mức nghịch thiên. Còn có một chuyện. Giang Ánh Đào mỉm cười, tai họa của kiến độc biến dị ở kiềm địa, sau khi Sở Trần chạy tới, chỉ mất nửa ngày, đã tiêu diệt kiến độc biến dị đáng sợ, cứu vớt tính mạng và tài sản của dân chúng 10 vạn đại sơn. Lợi hại, Hà Hiểu Xuân cảm thán, Sở Môn, không hổ là trụ cột của cục đặc chiến, trước có Sở Môn Tam Kiệt, trấn thủ thiên võng, sau có Sở Trần,
nhân tí ai mới xuất hiện, tài trấn quốc. Trong lòng Hà Hiếu Xuân từ đáy lòng sinh ra vẻ khâm phục, đồng thời, cũng khẩn cấp muốn gặp Sở Trần. Sau khi biết được tin tức Sở Trần sắp tới, tâm tình mọi người thả lỏng không ít. Từ bây giờ, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến sự ẩn náu. Ánh mắt Giang Ánh Đào nhìn xung quanh bốn phía, gần đó có không ít người, thân phận không rõ, đều đang chú ý chiến dịch diệt chim ở núi Trùy Hằng. Nhóm Phạm Thiên cùng Cục Hỏa Thần khẳng định cũng tìm mọi cách tìm ra chúng ta, trước khi Sở Trần chạy tới, chúng ta nhất định không thể bại lộ, gây thêm phiền toái cho Sở Trần. Mọi người gật đầu, bọn họ không có luôn ở một vị trí, rất nhanh, ỏ, dưới bóng đêm rời đi. Giờ này khắc này, Sở Trần đã xuất phát. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Sở Trần một mình bước lên máy bay. Đây là chuyên cơ chỉ thuộc về một mình Sở Trần. Thiếu gia, nếu cần cái gì, tùy thời có thể phân phó chúng tôi. Một tiếp viên hàng không dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Sở Trần trước mắt, tim đập có loại cảm giác nhanh khó hiểu, trong đầu thậm chí còn ảo tưởng đến một hồi cùng thiếu gia gặp gỡ trên máy bay. Thiếu gia cũng quá đẹp trai đi, tiếp viên hàng không nghĩ thầm. Sở Trần ngược lại sửng sốt, vì sao gọi tôi thiếu gia? Đây không phải là chuyên cơ của cục đặc chiến sao? Thiếu gia, đây là chuyên cơ chỉ thuộc về một mình ngài. Tiếp viên hàng không trả lời, phi hành đoàn của chúng tôi, chỉ phục vụ một mình ngài. Dưới sự giải thích của tiếp viên hàng không, Sở Trần rất nhanh liền hiểu được. Đây là máy bay của Sở gia, vì một mình Sở Trần mà chế tạo. Khó trách tiếp viên hàng không nói, đây là chuyên cơ chỉ thuộc về một mình Sở Trần. Nhà mình, thực sự có tiền như vậy sao? Sở Trần nhìn thoáng qua nội thất máy bay, xa hoa đến kỳ cục, lại liếc mắt nhìn vị tiếp viên hàng không bên cạnh, đôi mắt to ngập nước này, Sở Trần khẳng định chính là, nếu như anh cần phục vụ, vị tiếp viên hàng không này, thật đúng là sẽ cho anh bất kỳ dịch vụ gì, tôi biết rồi. Sở Trần nói, cô đi nghỉ ngơi trước đi, tôi cũng phải nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Vâng, thiếu gia, khi tiếp viên hàng không xoay người, ánh mắt khó tránh khỏi toát ra một trận mất mát. Cô đối với nhan sắc của mình vẫn luôn rất tin tưởng, làm tiếp viên hàng không chuyên cơ của thiếu gia, cô được chọn sau hàng ngàn cuộc tuyển chọn, nhan sắc không thuộc về đại đa số nữ minh tinh, dáng người của cô, càng tự tin không có đàn ông nào không có hứng thú. Nhưng thiếu gia, lại ngay cả hứng thú nói thêm vài câu với cô cũng không có. Thật không hổ là người thừa kế duy nhất của Sở thị, phần định lực này, người thường không có. Tiếp viên hàng không âm thầm thở dài. Sở Trần cũng không biết trong lòng tiếp viên hàng không nhiều tâm tư nhỏ như vậy, anh nóng lòng để cho tiếp viên hàng không rời đi, đó là bởi vì anh muốn thừa dịp ở trên máy bay thời gian, tiến hành một lần tu luyện nguyên thần. Tiếp viên hàng không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của anh. Từ trong tàng thiên bối trong nháy mắt lấy ra thạch đá hồng thần, Sở Trần nhịn không được lại một lần nữa cảm thán chỗ diệu của tàng thiên bối. Nếu là không có tàng thiên bối mà nói, anh muốn thời thời khắc mang theo khối phiến đá nặng ngàn cân này. Quá bất tiện. Nguyên thần từ từ bao phủ phiến đá hồng thần, rất nhanh, lại bắt đầu xuyên qua tầng tầng sương mù. Trong quá trình xuyên qua sương mù, có một số hạt sáng thần bí đến gần nguyên thần của anh, sau đó bị hấp thu. Quá trình này, đối với nguyên thần của Sở Trần mà nói, chính là một loại tu luyện, vững vàng tăng lên. Rất nhanh, giống như lần trước, Sở Trần nhìn thấy 10 vạn đại sơn 2000 năm trước. Lần này, Sở Trần đã có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, ầm ầm một tiếng chấn động, kinh thiên động địa. Một ngọn núi lớn đã bị san bằng, khói bốc lên cuồn cuộn. Nguyên thần Sở Trần, lại một lần nữa cảm giác bị châm mũi nhọn đâm tới, rời khỏi phiến đá hồng thần. Sở Trần thả phiến đá hồng thần trở về tàng thiên bối, nhắm mắt dưỡng thần, cảm ngộ lần thu hoạch tu hành này. Thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Sở Trần quả thật cảm nhận được, nguyên thần của anh, tại thời điểm lại một lần nữa tiến vào phiến đá hồng thần, có tàng lên. Tất nhiên, từ hình ảnh, lần thứ hai và lần đầu tiên, có lẽ chỉ kéo dài thêm 2-3 giây. Sở Trần vẫn chưa thấy bóng dáng hồng thần. Anh suy đoán, trong mảnh khói dày đặc cuồn cuộn kia, khẳng định sẽ có thân ảnh hồng thần. Sở Trần càng thêm chờ mong có một ngày, nguyên thần của mình có thể kiên trì đến khi hồng thần độ kiếp chấm dứt. Đến lúc đó, nguyên thần của mình cường đại cỡ nào? Núi Cường Lạp dưới bóng đêm, gió lạnh gào thét, trên tuyến biên giới, mỗi một phút mỗi giây. Đều có chiến sĩ kiên trì, bất luận ngày đêm, bất luận thời tiết. Ngay khi chuyên cơ của Sở Trần bay về hướng này, một chỗ cao của núi Cường Lạp, tầm nhìn rộng mở, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, tóc bạc râu trắng, đối mặt với gió lớn mạnh, thân ảnh đột nhiên bất động.
Hai ngày trước Bạch Tiêu Vân đã chạy tới núi Cường Lạp, cũng thành công liên lạc với Giang Ánh Đào. Nhưng lúc ấy Giang Ánh Đào đã ở trong lãnh thổ Án Quốc, khi Bạch Tiêu Vân tỏ vẻ mình muốn làm cái gì đó, Giang Ánh Đào cho hắn một nhiệm vụ, canh giữ đường biên giới. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ thiêng liêng. Bạch Tiêu Vân không thể thay phiên nhau canh gác với binh lính chiến sĩ biên giới như vậy, lúc này hắn ngồi ở nơi này, cách biên tuyến gần nhất không đến một cây em. Bầy chim lạ, có phải sắp tới hay không? Bạch Tiêu Vân tự nhủ, hắn một mình ở trên núi, trên người mang theo điện thoại chỉ có thể gọi điện thoại, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, một mực không biết. Dựa theo tính toán thời gian, ngày đêm nay, Án Quốc sẽ đuổi đàn chim lạ tới gần biên giới núi Cường Lạp. Bạch Tiêu Vân lấy ra một vò rượu, ngửa đầu rót một ngụm, có Bạch Đại Hiệp ta tỏa chấn, tối nay đừng mơ tưởng có một con chim bay vào biên giới Hoa Hạ. Đón gió lớn, sau khi uống mấy ngụm rượu mạnh xuống, Bạch Tiêu Vân trong lòng sinh ra hào hùng. Mấy ngày trước, hắn muốn đối phó Sở Trần, kết quả bị giết ngược, theo Bạch Tiêu Vân thấy, Sở Trần cho hắn không phải là cơ hội lấy công chuộc tội, mà là chỉ cho hắn một phương hướng, để cho hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bỗng nhiên hiểu rõ. Bận rộn hơn nửa đời người, Bạch Tiêu Vân ngoại trừ tu hành ra, vẫn là tu hành. Và bây giờ, hắn rất thích cuộc sống của mình trong những ngày này. Trên ngọn núi Cường Lạp hoang vắng này, bảo vệ biên giới. Trong lòng có tín ngưỡng, dưới chân có sức mạnh, từ giây phút đặt chân lên núi Cường Lạp, Bạch Tiêu Vân cũng đã quyết định, phần còn lại của cuộc đời hắn, toàn bộ dâng lên cho núi Cường Lạp, dâng cho biên giới. Hắn sẽ bảo vệ vùng đất này cùng các chiến sĩ biên giới. Thậm chí, Bạch Tiêu Vân đã bắt đầu cân nhắc, mình có cần nghĩ cách liên hệ với một vài bạn khi còn trẻ của mình hay không, cùng nhau kéo bọn họ tới trên núi Cường Lạp, một bên đàm luận võ đạo, một bên thủ vệ biên cương, đây quả thực là một chuyện vui lớn trong nhân sinh. Trong khi Bạch Tiêu Vân đang chờ đợi sự xuất hiện của đàn chim kỳ lạ, ngọn lửa hừng hực đang cháy trên núi Trùy Hằng. Mấy ngọn núi, ánh lửa ngút trời. Chiến dịch tiêu diệt đàn chim lạ được toàn cầu chú ý bùng nổ, nhóm Phạm Thiên cũng quả thật bày ra thực lực khiến dân chúng bình thường khiếp sợ vô cùng. Cư dân mạng Hoa Hạ, trời ạ, vừa rồi tôi nhìn thấy có một hình ảnh, lính đặc chủng An Quốc tay xé chim lạ, thật sự trực tiếp xé rách một con chim lạ đáng sợ thành hai mảnh. Lần đầu tiên chứng kiến thực lực của lính đặc chủng Án Quốc, so sánh với lính đặc chủng Hoa Hạ chúng ta có thực lực như vậy không? Có lẽ, hẳn, sẽ có. Trong đáy lòng, đương nhiên hy vọng là có. Nhưng vì không được tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không biết. Đêm này đối với không ít người mà nói đều là đêm không ngủ, rất nhiều người muốn thông qua các phương thức khác nhau, tìm được video, hình ảnh, chú ý kết quả trận chiến này. Gần núi Trùy Hằng, thi thể chim lạ khắp nơi, cũng có thành viên nhỏ Phạm Thiên hy sinh, máu chảy thành sông. Cảnh tượng thảm khốc, dần dần, cũng có võ giả không thuộc nhóm Phạm Thiên tham chiến. Bọn họ là một vài thế lực võ giả đến từ Án Quốc, sau khi chứng kiến một hồi chiến đấu như vậy, từ lúc bắt đầu vây xem, đến dần dần khống chế không được, tham dự chiến đấu. Số lượng chim lạ quá nhiều, khiến người ta có một loại cảm giác cán bản giết không hết, mặc dù là gặp phải pháo kích. Tạo thành thương vong rất lớn, thế nhưng, vẫn là có vô số chim lạ cắn xé người, chúng tựa hồ ở dưới hoàn cảnh như vậy, càng thêm điên cuồng. Salaman thần sắc trịnh trọng vô cùng, đứng ở trên cao, nhìn chám chú trận chiến này. Điều này không giống trong tưởng tượng của hắn. Trong kế hoạch của Salaman, chỉ cần 20 khẩu pháo thành công oanh kích núi Trùy Hằng, tương đương với trận chiến này thắng lợi hơn phân nửa. Mấy vạn chim lạ nhìn qua khí thế tràn đầy. Nhưng lực sát thương của chim lạ so với võ giả nhóm Phạm Thiên mà nói, không tính là cao. Ứng phó, dư giả mới đúng. Nhưng bây giờ, sức mạnh tổng thể của đàn chim kỳ lạ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Ca Sầm ở một bên thần sắc nghiêm trọng không gì sánh được, chẳng lẽ chúng nó lúc trước một mực che giấu thực lực sao? Đùa gì thế, đừng nghĩ trí thông minh của bọn chúng cao như vậy. Akado không cùng suy nghĩ, bất kỳ sinh vật nào khi đối mặt với tuyệt cảnh. Đều sẽ bộc phát ra tiềm năng cường đại hơn so với thực lực vốn có của mình, đây là bản năng cầu sinh. Akado nhìn ra xa, trầm giọng nói, ta có dự cảm, nhiều nhất nửa giờ, đám chim lạ này sẽ tan tác. Nửa tiếng, Salaman thở dài, hiện tại đã có hơn 10 thành viên nhóm Phạm Thiên hy sinh, hiện tại loại tình huống này, qua nửa giờ nữa, nhân số thương vong của nhóm Phạm Thiên, thậm chí có thể táng gấp đôi. Akado nhìn thoáng qua Ca Sầm, chẳng lẽ ngươi còn có cách gì sao? Thỉnh cục hỏa thần ra tay. Ca Sầm trầm giọng nói, từ ngày đàn chim lạ vừa mới xuất hiện, cục hỏa thần liền xuất hiện, ngăn cản chúng ta tiêu diệt bầy chim lạ,
lợi dụng bầy chim lạ để kiềm chế cuộc đặc chiến Hoa Hạ cũng là bọn họ đề nghị. Kết quả hiện tại, bị dư luận quốc tế công kích là chúng ta, khiến đám chim lạ cường đại sau đó tạo thành hậu quả cũng là chúng ta gánh chịu, mà cục hỏa thần, bọn họ thủy chung chỉ muốn tìm ra điều tra viên Hoa Hạ mà thôi. Lần này, ngay cả Akado cũng không phản bác lời của Kasem. Toàn bộ sự việc đều có bóng dáng cục hỏa thần, thế nhưng, ở thời điểm mấu chốt nhất, cục hỏa thần lại tàng hình. Mấy người nhìn Sakaman, chỉ có tướng quân Sakaman mới có thể liên lạc được với Sevsky. Bọn họ sẽ không ra tay đâu. Sakaman lắc đầu, ngẩng đầu đảo qua các nơi, núi Trùy Hằng tối nay là tiêu điểm toàn cầu. Cục hỏa thần nếu ra tay, bại lộ hành tung của bọn họ chẳng phải tương đương với việc trực tiếp nói cho thế giới biết, chuyện này, cũng có bọn họ tham dự, cục hỏa thần, chưa bao giờ làm loại chuyện đối với bọn họ không có chỗ tốt. Chỗ tốt đều để cục hỏa thần chiếm sạch, vậy chúng ta tính là cái gì? Ca Sầm cắn ráng, chúng ta, đặt đúng vị trí nói, chính là trong sự kiện này, quân cờ của cục hỏa thần. Sakaman thản nhiên nói, đây là sự thật, không cần phải phủ nhận, chỉ có điều, toàn bộ sự việc nếu thuận lợi tiến hành, có thể mang đến phiền toái cực lớn cho cục đặc chiến Hoa Hạ, cho nên chúng ta vẫn vui vẻ làm quân cờ này. Sakaman hít sâu một hơi, nửa giờ thôi, tiếp tục chiến đấu, còn nữa, tảng nhanh lục soát người xung quanh, chỉ cần tìm ra điều tra viên Hoa Hạ, chúng ta cũng không tính là triệt để thua. Tiếp tục chiến đấu đi, thanh âm chém giết chấn thiên động địa, máu chảy thành sông, nhiều bức ảnh đang ghi lại khung cảnh ở đây, nhưng, càng có nhiều người, là ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chăm chú trận chiến này. Cục hỏa thần, Sevsky cũng không đi xa, giờ phút này hắn đứng trên đỉnh một ngọn núi cách núi Trùy Hằng không xa, nhìn ra xa, ngọn lửa phảng phất như thiêu rụi một nửa bầu trời. Thật đặc sắc, Sevsky nhìn không được vỗ tay, thực lực của nhóm Phạm Thiên, giống như chúng ta dự liệu kém cỏi như vậy, mới cỏ cùng đám chim lạ này đánh nhau ngang sức, đây cũng vừa vặn, nhóm Phạm Thiên cùng đám chim lạ ở trên núi Trùy Hằng quyết chiến. Không chỉ hấp dẫn ánh mắt toàn cầu, nói vậy cũng làm cho phòng ngự của biên giới Hoa Hạ, cũng buông lỏng xuống. Khóe miệng Sevsky nhếch lên, cục đặc chiến Hoa Hạ chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ, ngoại trừ video kia dẫn phát ngoài ý muốn, tất cả những thứ còn lại, đều nằm trong tay cục hỏa thần chúng ta. Môn, tiếp theo, liền xem màn trình diễn của ngươi. Bên cạnh Sevsky, một đoàn bóng đen, áo đen đội nón, hoàn toàn không nhìn thấy mặt người, nếu như không phải nhìn kỹ. Hắn phảng phất trực tiếp hòa mình vào trong đêm, ít, tôi. Bầy chim của ta, chẳng qua chỉ là phát huy ra một nửa thực lực mà thôi. Bóng dáng môn biến mất tại chỗ. Một phút sau, ngọn núi Trùy Hằng đang cháy lớn, một tiếng sắc bén như sáo cắt qua bầu trời đêm. Như là tiếng kêu của chim lạ. Rất nhanh, bên trong núi Trùy Hằng, bóng đen dày đặc lao ra. Thực lực của đàn chim lạ càng thêm cường đại, triển khai đôi cánh khổng lồ, chim rừng lạnh như báng, móng vuốt sắc bén. Nghi ngờ muốn xé nát thế giới này. Đột biến đột ngột, tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, một chỗ ở núi Trùy Hằng bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, chim lạ lại đột nhiên lại lần nữa lao ra. Lần này bầy chim lạ lao ra, thực lực chỉnh thể, hơn một ít ban đầu, tựa như thủy triều, che khuất bầu trời, đồng thời phát ra thanh âm kỳ quái kêu chỏi tai vô cùng, khiến người ta sợ hãi, cơ hồ chỉ là một hơi thở, đã có mười mấy thành viên nhóm Phạm Thiên bởi vậy mà mất mạng. Đã vượt quá thương vong gây ra bởi hành động của bọn họ trong suốt đêm. Xa xa khuôn mặt mấy người ở chỉ huy nhất thời đại biến. Salaman không thể ngồi yên được nữa, ánh mắt mở to tròn trịa. Salaman tướng quân, những người còn lại cũng nóng nảy, liên tục hô to. Vốn tưởng rằng thế cục dần dần nằm trong tay nhóm Phạm Thiên, nhưng không ngờ, lại còn có thế đột nhiên biến đổi nhanh chóng, bầy chim lạ che giấu thực lực. Chí khôn của bọn chúng, thật sự cao như vậy sao? Akado nghi ngờ cuộc sống. Giờ này khắc này, bầy chim lạ tựa như phát động kèn xung phong, trùng kích võ giả nhóm Phạm Thiên. Akado, Kasem, các ngươi lập tức đi trợ giúp nhóm Phạm Thiên. Tướng quân Salaman lên tiếng hạ lệnh. Đồng thời, ánh mắt Salaman hiện lên một tia do dự. Dưới loại tình huống này, bọn họ nhất định phải khẩn cầu cục hỏa thần ra tay. Thế nhưng, Salaman tin tưởng, một khi hắn phát ra tín hiệu này, cục hỏa thần nhất định sẽ ở trên người hắn nhổ một tầng lông cừu. Hình ảnh tại hiện trường một lần chấn động. Sự bùng nổ đột ngột của đàn chim kỳ lạ đã gây sốc cho không ít người. Rất nhiều cảnh quay và video thời gian thực đã được lan truyền thông qua một số cảnh quay mạo hiểm tại hiện trường. Lính đặc chủng án quốc mạnh như vậy, lại còn không ngán được đám chim lạ này. Xong rồi, thảm họa sắp xảy ra rồi sao?
Núi Trùy Hằng cách biên giới Án Quốc và Hoa Hạ gần như vậy, ta có chút lo lắng. Đột nhiên tôi cảm thấy thế giới trở nên xa lạ. Dưới chân núi Trùy Hằng, thanh âm chém giết vang vọng không ngừng. Ngay cả đám người Giang Ánh Đào che giấu hành tung, giờ này khắc này cũng đều chấn động. Bầy chim lạ, lại che giấu thực lực. Giang Ánh Đào nhìn đàn chim lạ, một lát, mọi người vừa rồi có nghe thấy một tiếng động kỳ lạ hay không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, ngay trước khi bầy chim lạ đột nhiên bạo động, có một tiếng kêu sắc bén, nghe như tiếng chim lạ kêu, nhưng mà, cẩn thận vẫn có thể phân biệt xuất phát từ tiếng kêu của chim lạ. Không phải tiếng chim lạ kêu lên, lại xuất hiện ở trong núi Trùy Hằng, hơn nữa còn dẫn theo chim lạ điên cuồng phản kích, đồng tử Tư Đồ Tĩnh đột nhiên co rụt lại. Kinh hô, ý của chị Đào là, bầy chim kỳ lạ, không phải là sự kiện biến dị tự nhiên, mà là tai họa do con người khống chế. Có người điều khiển đàn chim lạ, cái này thoạt nghe rất hoang đường, nhưng thế giới hiện nay, càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi đều phát sinh, so sánh với rất nhiều chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi, khống chế chim lạ, liền có vẻ rất bình thường. Huấn luyện chim, cũng là một nghề, khó tránh khỏi phát sinh biến dị nào đó. Im lặng một lúc, mọi người, Giang Ánh Đào vừa muốn mở miệng, Tư Đồ Tĩnh liền cắt ngang lời của cô, không được, quá nguy hiểm. Tiêu Phong giật mình, hắn còn nghe chưa hiểu, Hà Hiểu Xuân cũng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.